hơi dài này. Lấy em con. Xong chút Út đem nhìn bịt bóng gương với lại cái viết nè. Hello mấy chị. Trời ơi coi nè, tao cực khổ lắm luôn á nè. Coi nè mấy chị. Trời ơi, đây nè, để quay camera lại tao tức thiệt chứ. Đó, em làm chết mẹ luôn. Làm chết mẹ luôn. Hai đứa tụi bay. Sao con ở dưới chơi với em đây? Em đồ chơi. Qua chưa? Đi rồi. Ủa đi rồi hả? Ai chở vậy? Chị qua chở đi rồi. Trời, anh đứng dậy anh. Anh đưa mấy cái bao quần đồ bên kia qua. Qua đây cho em. Đây. Lại ơi. Kìa, chỗ cái đầm đen, đưa cái đầm đen cho Út giật. Tay. Đưa cái đầm đen cho mấy chị coi, mấy chị thích mẫu này. Nè, xưởng nó may cho em nè mấy chị. Một bao dưới nữa. Rồi đó thôi, hai ba đó nè. Chưa hai ba đó. Đây là xưởng nó may cho em nè. Nằm luôn, không cũng vậy luôn. Thôi nằm đó đi. Nè, xưởng nó may cho em cái đầm nè, đẹp không mấy chị? Đẹp không? Nó may cho em bữa ăn sinh nhật anh Phước á. Mà nó thun lê dông nha. Mấy chị thấy đẹp không? Ở bên đây nó làm cũng đẹp. Nói chung là lên vừa dặn á. Đây là con này xưởng may cho em á mấy chị ha. Áo trắng 90kg vừa. Út ơi, lấy cho con cái áo trắng cái chỗ đó đây. 90kg vừa mà em nói chị kêu trong tan mặc lên gọn lắm. Hello chị Ngọc Tân. Hello chị. Trăm ngàn của chị kêu trong ta. Nó lên đây nó ngủ cho ông cũng ngủ nữa hả? Hả? Tôi giúp ông liền luôn á. Trời đất ơi. Là trời. Đô la lâu lâu nó lên phòng lạnh ngủ không nói ông cũng ngủ hả? Em tặng cho mấy chị một cái con cài áo nè. À, cài áo này là cài áo xà cừ. Em tặng mấy chị một cái con cài áo xà cừ nè. Ở trong đây có đồ ấy luôn. Em tặng mấy chị con cài áo xà cừ. Con này thì mặc áo trắng cài cũng được ha. Cài áo xà cừ nè mấy chị. Nó có vân ở trên đây rất là đẹp tặng. Chị nào có bill ở đây em tặng nha. Chị nào có bill ở đây tặng. Cha còn con cái này của em á chị đặt luôn. Còn con này của em luôn á. Ở sau nó là bung la dông đẹp lắm chị. Trăm ngàn của đặng anh thương. Trời má ơi chửi đầu này đi qua đầu kia ngủ. Dễ sợ thì. Rồi còn cái trắng chốt với đặng anh thu đi. Yên Phương còn biếu nhà mình không vậy? Yên Phương đi rồi bữa sau tặng cái khác nha. Cái này tặng hả? Đăng Anh Thu tặng hả? Trời ơi cái áo trắng 100 ngàn mà Đăng Anh Thu tặng. Tặng cái đây nè ông nội. Bởi tôi nghe 100 ngàn rồi bật nghe bà tặng nè. Ông tôi cầm mấy cài áo mà ông nói gì vậy? 75 ông nhìn con chó hoài à. Đúng đây. Tặng cái này cho chị Hiệp Huỳnh nè. Chống quỷ ghê á. Quỷ ma. Giúp được em giúp liền luôn. Em bán ra xe mấy chị con bảy tóc nè. Thôi giờ dành lộn hàng đi. Bảy tóc size 35 80kg nè. Rồi bán xe nha mấy chị con này 150 ngàn. 150 ngàn quần bảy tóc 80kg. Chị nào 80kg lấy con đó nha. Chị nào thích bảy tóc thì lấy con đó ha. Em có cái con này nè mấy chị. Con này giờ sao ta nó là cái nó có cái chùa mà mình choàng cái khăn á, khăn để đi làm công sở thì kéo vô đây nẹp nó xuống thì nó nằm ở giữa vậy nè đó. Chị nào mà làm công sở, chị nào còn làm công sở thì sẽ lấy cái kẹp áo, lấy cái kẹp nè. Trời nó nằm coi mắt nó nhìn tôi. Em đi rồi con buồn hả? Chết mẹ nó buồn thiệt rồi anh ơi. Chết cha. Tại cái con nhỏ nó lôi trôi nó đây rắc quá cái tặng bây giờ nó buồn thiệt rồi. Đây. Mày nói nè. Con này cũng tặng nè, tặng chốt cho Yên ơi. Có eo 104, có quần rinh dài nào không? Có chị. Quần bảy tóc bán anh bảy đi, em bán á chị. Chị có hốt đi nha. 150 nè. Của Hai Linh Thảo có trời ơi. Tính ra bả 100kg, bả 90mấy kg, bả eo 104 là bả gọn đó. Có nhiều lắm. Mà giờ để lên hàng xưởng à. Nè.
6 con này size 34 75 kg nè. Chị nào 75 kg chốt giùm em quần 9 tóc 16 34 chốt giùm em size 34 nha. 34 16 con đó 150 của Helen Thảo á. Nè tiếp tục nè. Tiếp tục con này size nhiêu 35 nè. 35 lông chuột 80 kg nè. 35 lông chuột 80 kg nè. 35 lông chuột 80 kg nè. Trời, trên dưới 2 kg vẫn được nha. Lê ơi, xuống đây mày nói nè. Xuống đây. Nhanh lên. Hết mẹ. Mình kêu rồi. 34 của chế Uyên Phương nè. 34 16 của Uyên Phương nè. 34 16 của Uyên Phương nè. Quần 9 tóc này bao nhiêu người hỏi nha. Tại vì lẽ sao em làm biếm lấy. Nè 35 80 kg nó có xanh nè. Nó có 9 tóc xanh nè. Và 9 tóc lông chuột nè. 9 tóc xanh và 9 tóc lông chuột nè. Chị nào chốt 9 tóc xanh, 9 tóc lông chuột chốt giùm em ha. 9 tóc xanh và 9 tóc lông chuột. Con này size nhiêu? Con này lông chuột size 60-68 kg nè. Chết rồi, bảy ông Lê cho cố vô giờ nhỏ cho nhỏ nó buồn thiêu, nó không nhúc nhích luôn kìa. Size 32 là lông chuột size 32 nè. 32 dưới 68 kg. Kiếm cho em cái quần 7 tóc nhé. 7 tóc size chị cái mẫu này không có chị. Không có đâu chị. Con này chưa mấy quần nè. 220 sale cho mấy chị với giá là 130 ngàn. Con này còn cỡ 80 kg. Con này còn cỡ 80-82 kg vừa nè. Chưa mấy quần sale cho mấy chị 130 ngàn. Chân váy của chị Thúy Hoa nè. Chân váy của chị Thúy Hoa nè. 130 ngàn nè. Ác ghê ác á. Buồn luôn rồi. Ngủ rồi thức kìa. Bán con áo cà rộp tộp nè. Trời ơi thì bán con này mà buồn lắm nha. 100 ngàn đó. Vải em nói với chị như da em bé luôn. Nè size của em á. 60-82 kg đẹp không. 100 ngàn áo hồng. Biết sao không, nhiều quá mấy chị rồi nè. Để dành quá trời đồ luôn, không mặc luôn. Để dành đồ quá trời luôn. Không mặc tới á. Em lấy này xong rồi em đi ra kia em lấy ít hàng này cho mấy chị. Chân váy của Thúy Hoa. Chân váy xanh đậm. Giờ chị nào có con gái nhỏ khoảng cỡ 50-55 kg. Chị nào có con gái nhỏ cũng cỡ 50-55 kg em bán cho con này cho mấy chị 100 ngàn. Em cho em bán cho mấy chị con này 100 ngàn. Anh ghi ở đây là bé chị con hồ bi cho nó cũng được. Nó bán uổng quá. Nè. Hai con của bé hai con của bé chị con hồ bi. Hai con. Bỏ vô đi cho nó. Nè chân váy tiếp tục mấy chị, chân váy này cũng khoảng cỡ 80-82 kg. Co giãn hết nha. 80-82 kg. 220. Nhung mẩm mỉm nhiêu ký. Nhung ơi Nhung nhiêu ký không? Nhiêu ký báo đi. Rồi lên ký cho mấy chị nè. Đúng con ngày say. Bồn đỏ em cài mái tóc. Anh đêm qua khoảng đường dài về thủ đô em mang áo mới nhìn tin em vẫn còn ngày xưa một nhỏ em cài mái tóc anh đêm qua khoảng đường dài biết sao không có 6 cái nón mà chị Tâm Trương định gọi chị Tâm Trương lên. Có 6 cái nón với lại được dài cái đôi dép dài đôi dép hàng si nè. Đôi này đặt thử trên hàng Quảng Châu về size 40 nè, 360 nè. Ai lấy thì sang tay lại nha. Ai thích lấy đôi này thì sang tay lại. Được có mấy đôi rồi nha. Được bà nội cha nó mở nó nằm trong cái bao tải luôn đi nè. Được có mấy cái nón, mấy cái kính với được có mấy cái nón với mấy cái kính với mấy cái ba lô à. Nè, đôi này 40 nè. Kim sa, hộp lựu, chói mắt quá. Ừ, thích mặc những cái bộ này nè Nhung. Đó, bữa nay ta nói điệu, đồ má điệu quá trời.
Nữa là 36, nó có cặp không? Không có cặp đâu chị, nó không có cặp. Mà nó rất là ít luôn á chị, được có 6 cái không có cặp luôn. Em cố ý em kiếm cặp mà không có cặp nha. Cố ý kiếm cặp mà không có cặp thì được 6 cái đẹp thì lấy thôi ha. Con này là mã lính nè. Con này mã lính chị, con này mã lính. Con này mã lính nha mấy chị nha. Mà cái vải em lắm, con này mã lính 180 ngàn. Hàng này là, hàng này tất cả hàng này là đều của thằng Suy Nhật hồi xưa hết nha. Nó được 6-7 đôi dép cũng đẹp ha. Lính là của chị Tâm Trương, nói chung là 180 hết mấy chị ha. 180 hết. Ít lắm chị ơi, lời cái nhiêu đó nhưng mà ít lắm. Chị Tâm Trương nè. Cái vải của cái nón lính này nè mấy chị, nó mềm lắm nha. Cái vải của cái nón lính này rất là mềm, mềm lắm. Nói chung là về là biết, nhìn là biết, thử cái nón là biết liền à. Đưa hết lên đi vậy. Dạ ok, đợi em đi cái này nha. Đây chị có đúng 6 cái. Con này là con bố á chị, con này là giống như con bô nè, chị thấy không? Em đưa từng cái sợi chỉ đường kim mũi chỉ cho chị coi cái nón nè, con này con bố cũng một con. Con này bố cũng một con nha mấy chị nha. Trời ơi, em nói em lựa nón chuẩn lắm mấy chị ơi. Em lựa nón chuẩn lắm. À con này con bố nè cũng 180 nè. Mặc áo đẹp vợ nguyên bộ đồ á vợ phèo. Ừ thích mặc những bộ này cho nên kêu xưởng nó may riêng á. Con này con bố nè. Con này là con ai đi đáp, mà con này là hơi bị, con này mà chỉ cần mang một cái đôi đáp vô thôi là hơi bị đẹp luôn ha, thể thao ha. Con này ai đi đáp trắng nè, con thứ ba. Con này cũng con lính mà lính xanh nè, lính xanh chữ N, con thứ tư ha. Con này là một cái con mà da rắn kèm theo nè chị. Con này là con da rắn kèm theo nè, cũng 180 luôn. Và con cuối cùng là con chữ N hai màu. Rồi nói chung là 6 con này là hơi bị đỉnh luôn. Nói chung là 6 con này là đỉnh của chốt nha mấy chị nha. Mấy con này là đỉnh của chốt hết ha. Chế nào chốt mấy con này thì chốt lên giúp giùm em ha. À, con đen phải không? Con đen này đúng không chị Tâm Trương? À, con đen này. Con đen này. Chữ N này đúng không? Là 3 con của chị, tổng cộng 3 con đúng không? Với một con lính đầu tiên là 4, là 3 con. Của chị tổng cộng 3 con đúng không? Chị lấy cái bố của Yến Nhi phát đạt. Ok chế, lâu lắm mới gặp chế. Mẹ bị làm mắt người sáng quắc, mẹ đã lấy tim dùng qua đường. Cái bố mà giờ đúng 6 cái em là em phải chọn. Kêu mà em ôm cái lô, em ôm cái lô về em không có ôm đâu. Em không bao giờ mà em ôm cái lô với cái quần què này đây mấy chị. 180 nè, 180. Một cái bố của chị Yến Nhi phát đạt. Dạ inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Chế Yến Nhi phát đạt, nhắn tin cho em. Yến Nhi phát đạt 180. Bố này chị Nhi về cầm cái bố này lên, bộ đang mặc không có bán. Mấy chị ưng á, like cái hàng nhật về hít nè chị nè. Cái bố đẹp ha. Trời ơi, cái nón bố hơi bị đẹp luôn. Cái nón bố là vừa đẹp mà vừa lĩnh luôn. Bây giờ em chỉ còn một con đá và một con lính thôi. Không có mấy chị, hàng này hàng tuyển mà. Cái thằng Suy Nhật này mà hàng tuyển mới 100% nè. Là gặp nhau nữa, tối nay 8:30 gặp nhau nha mấy chị. Đồ xếp về đẹp lắm. Tối nay nghe nói xếp áo dài chấm bi về nữa ha. Yến Nhi các bạn inbox cho em nè, em còn đúng con lính. Em còn con lính chữ N nè. Em còn con lính chữ N, trời. Em rất nhiều cô lính dù lính đi. Bài gì chị Tâm Trương? À, bài gì cái thời của mấy chị á? Em rất nhiều cô. Cái gì à? Em biết tại sao lúc này lính dù lên điểm. Đi ra thành phố nhiều cô nhìn đổ con người. Ghê không, ghê không, ghê không? Ghê không, em nhận được hàng rồi. Đẹp, đẹp chị. Dây rõ về nhưng mà size 37, 38, 39 này được có 7 tấm đôi à. Bây giờ xuống cho em chút, để em kêu nó lấy cho. Để em kêu nó xuống kiếm trong mấy bao quần riêng, mấy đôi giày để cho mấy chị khỏi dần. Mình giờ ít người nè. Nhưng mà hàng Suy đẹp lắm. Em nói thiệt với mấy chị, hàng Suy đẹp lắm nha. Nhờ chút baby, nhờ chút đi. Nó có đen cái còn có 2 cái à.
hát tiếp hả? Bi ơi nè, thứ nhất là thôi Bi bỏ cái này đây em chị, mình luôn vô lấy giùm chị gái luôn, lấy giùm gì ừ, lấy giùm gì cái ly nước ra. Hát tiếp hả chị Yến Nhiên hát nè, coi thử dưới này coi thử có mấy đôi giày đó không. Nó bây giờ em còn có hai cái là chị kem trên, một con lính với lại một con ai đi đó, ai đi đắp lưới này nè. Nhưng mà em nói với chị tiền nào của đó đó. Hát nữa hả chị Nhi? Rồi để chút em kéo Nguyễn lo kiểu kéo lên em quất ra. Em biết tại sao lúc này Linh dù lên điểm, đi ra đường phố nhiều cô nhảy đó con ơi. Con nữa, con nữa, con nữa. Ơi hôm nay em chôm được 180 còn hai cái gì. Trời ơi hôm nay lên khoa Nhật em chôm được một cái đôi mốt 40. Trời ơi má ơi sung sướng, xuống hỏi ba tấm. Xuống hỏi ba dĩ ba tấm. Trời ơi tăng 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 tăng. Còn có hai cái là chị thương à. Còn có hai cái à. Trời ơi cười lên đi. Mặc đồ bà ba mà mang bót này là hơi bị đẹp nha. Trời ơi coi nè, coi nè mấy má ơi, thì tôi giống dân tộc thiểu số. Trời ơi hôm nay thằng quỷ đó, thằng quỷ Phan Nhật nó để dành cho em. Ở đây xuống hỏi ba cái bịch giày để ở đâu. Ừ anh Phước anh chỉ cho, nó nằm trong bịch rin mà không biết nằm ở đâu. Đó. Rồi giờ lên kính cho mấy chị nha, lên kính cho mấy chị ha, lên kính mà số lượng ít lắm nha, số lượng rất là ít nha, mà hôm nay về được 9 con kích ít lắm, tại vì về cái hàng nó không có đẹp Huyền, về cái hàng nó không đẹp nè. Em bán cho mấy chị một con vừa sáp nè, mấy chị coi cái gọng kính nè, những cái con mà em lựa này là những cái con hợp với khuôn mặt, à, những mang bót ở chuồng được chị, gây chuồng heo mang cũng được nha, là những con bót này nó hợp với những khuôn mặt bự của mấy chị em nhà mình ha. Đó 280.000 một con kính mà số lượng rất là ít, chỉ có đúng 9 con thôi, cho nên mấy chị ưng cái nào là chốt liền ha, ưng cái nào lên chốt liền, ưng nào chốt liền mấy chị. Con này là con vật tác đầu tiên nè, trời ơi mang một con túi sách vô ha, mà nậu mẹ đó, tao nói giật rét lên ha. Vô phòng lấy con túi màu xanh này của con chơi của gì vậy Lục? Trời ơi con này là con Versace nè. Hai cái kính cũng đẹp, thằng này là hàng sinh nhật nha. Nó chống tia cặp tím rất là nhiều nha mấy chị nha. Đây, thằng này là Versace nè. Em nói mấy chị là con kính này nó chống tia cặp tím rất là nhiều luôn. Mã, chốt giùm em là mã tím nha, chốt giùm em mã tím. Nó chống tia cặp tím rất là nhiều đó. Mang tính vô thêm con túi sách nữa. Oh yeah. Rồi mấy chị thấy không? Dễ thương. Nó kéo hai vùng xuống cho đèn quèn ra con người cái. Lai giờ này là cũng mỏ lắm. Đấy, rồi. Lên tiếp mã kính thứ hai nha mấy chị nha. Mã kính thứ hai là xanh bơ. Đó, em bỏ trong bì. Đây, mã kính xanh bơ này dễ thương không? Con này mà chị nào mà có khuôn mặt mà chà bá lửa đó là hơi bị đẹp. Trời con này đẹp quá. 280. Trời ơi, đó sao? Đó là mặt chảnh cho kính vô xong là một chừng. Nó mặc giống như bị ma nha mấy chị biết không? Mặc giống như là giống như sao bị ta? Bị giống như dùng từ ha. Ừ mặc giống như bị đứt dây nấn á mấy chị, cái mặt đó nha. Dạ 280 gì Tâm Hường má ơi, chống tia cực tím thì đúng rồi chị. Mấy con này á em nói chị hàng Nhật chứ không phải hàng mà giống như hàng chợ tàu lao. Mấy cái hàng này em nói chị nó chống tia cực tím dữ lắm. Đây chị thấy em không em bán túi em bán kính không bán túi sách nè mấy chị. Con này mà chị nào có khuôn mực lớn, khuôn mặt mà lớn chà bá lửa là nên chốt con này. Con này chốt giùm em mã xanh bơ đây. Mã xanh bơ. Mấy chị coi kính nè. Ôi ôi em nói thật lòng luôn ha. Hàng này là của thằng hàng Nhật ha. Đây. Thằng này là chống tia cặp tím hơi đỉnh luôn. Con này chốt giùm em mã xanh bơ. Mã xanh bơ. Mã xanh bơ chống tia cặp tím tốt lắm, hết cho chị là dùng. Vô cái lấy tiền ấy. Lấy tiền là chặn nước thôi. Anh biết nhiều con. Đây tiếp tục. Con này là con vừa sắc vuông nè. Con này là con vừa sắc vuông nè mấy chị ha. Hay là em vô em mặc áo bờ re mà lá vú lá đồ như mấy cái con hot girl bán. Trời ơi. Con này con vừa sắc vuông nè mấy chị. Con này con vừa sắc vuông mà con này là kính đen.
Con này là kính đen hơi lam lam ha mấy chị ha. Con này mấy chị chốt giùm em mã hồng đây. Sang ha mấy chị ha. Trời ơi, mang cái con kính lên em nói mấy chị sang ơi là sang luôn. Em còn mua một cái hút tia cạc tím chị có không? Cái tia cái máy mà hút mà tia cạc tím nó không có bán nha, nó chỉ có chống tia cạc tím thôi nha vợ phèo. Mày cũng quá lựu đạn đi ha. Con mã này là con mã sang chảnh ha mấy chị. Đó, mang xong mới đứng ở trước thùng rác hẻ miệng rồi giống như mấy con người đó. Làm như mặt bị mang á, cái vậy đó. Con này là con mã hồng nè. Con này con mã hồng nha mấy chị nha. Đó, con này con mã hồng, 280 rồi. Con này con mã hồng ha. Mã hồng. Con này là con mã. Con mã cha đi. Con mã gì? Em biết cái màu gì đó. Màu gì mấy chị? Màu kem đi ha. Ừ, nói gì cho lịch sự. Đó, màu kem. Màu kem thì con kính nó cũng là màu kem, lọng nó cũng màu kem. Con này là hàng Gucci nè, mấy chị coi nè. Con này là hàng Gucci màu nè ha. Rồi, Gucci màu lên mặt luôn. Đó, chị đâu chốt con Gucci màu. Ý như mai quá trời. Con này con Gucci màu nè mấy chị. Mua mấy cái con này, chị nào mà mặt lớn là nên chọn những cái con này ha. Chị nào mặt lớn á, dạ. Chị nào mà mặt như con cặp á thì chọn mấy không có chọn được những cái con này đâu nha. Con này thì dành cho những chị con mặt lớn thôi ha. Rồi con này chốt giùm em là mã da. Mã da nha mấy chị nha. Mã da đó, mã da. Trời má ơi, 280, không thấm thía gì tiền. Rồi con này con mã miu miu nè. Con này con mã miu miu mấy chị. Mà con này nó để là bay yên ỉ tại lị à, nó để vậy đó nha. Con này là mã miu thiệt. Chị tin em đi. Đây con là con mã miêu nè. Đó. Con này thì nhựa đơn giản. Nhưng mà sao mấy chị? Nói chung là đều cá tính và phong cách hết. Úi dè. Con này mã đen nè. Con này mà chị nè. Mà mùa này mà thất nghiệp thì đi làm thầy bớt mù được nha. Con này là mã đỏ mấy chị. Con này mã đỏ ha. Trời ơi, không ai nói chuyện với em. Em nghĩ là em đi ngủ quá thiệt á. Giỡn em hoài à. Nè, chốt cho mấy chị con mã tím thứ hai nè. Mấy chị thấy ánh kim không? Mã tím ánh kim nè, thấy chưa? Mã tím ánh kim. Tìm trong đó. Mã tím ánh kim mấy chị ơi. Con đây là mã tím ánh kim nha. Ủa trời ơi, ủa chú cha mẹ ơi. Con này là xinh quả trời luôn mấy chị ơi. Con này là xinh quả trời. Xinh mà đừng đau đinh phụng xinh nha. Con đây là mã tím ánh kim. Con này cũng 280 mà chị ảnh kim. Nội chiều gì em đi mấy chị. Gian đời cô đơn lạc lòng gì dòng đời lạc loài. Yến Nhi phát đạt. Sợ đi Yến Nhi phát đạt đi mấy bé. Trời ơi mấy chị ơi. Mà trắng nè. Cái này mà trắng nó trôi. Mà trắng Fendi nè. Nó đẹp quá trời quá đồng luôn. Mà trắng Fendi nha. Đó, mà trắng Fendi. Chú chả mà ơi. Con đi cũng sáng hè. Con đi cũng sáng. Mà trắng Fendi mấy chị ơi. Con đi cũng sang cha bà lừa luôn. Đẹp. 280 đẹp. Nội chiều với em không em bị tự kỷ. Em biết chết mẹ luôn ấy. Đẹp. Con đi là mà trắng. Ừ con đi mà xanh da trời nè. Trời ơi má ơi con mã xanh da trời nè mấy chị. Trời ơi 280 vừa sát. Chết mẹ nói với em nha. Chết mẹ nói với em nha. Chết mẹ nói với em cái con mã xanh da trời nha mấy chị nha. Con mã xanh da trời 280 hàng siêu nhập chống tia cặp tím tuyệt đỉnh. Con này là con đại khái là con gì ta? Con sao dễ thương lắm mấy chị coi gọng nè. Gọng trong gọng ngoài đẹp lắm. Con này chốt giùm em mã xanh da trời. 280 mã xanh da trời ha. 280 mã xanh da trời. Đây. Mã đen. Mã đen Chanel mấy chị. Mã đen Chanel. Đó mấy chị coi cái gọt mã đen Chanel nè. Đó mã đen Chanel nha. Những cái con mà nãy giờ em thử là đều dành cho những khuôn mặt của gia đình nhà mình là những cái chị mà có khuôn mặt lớn lớn ha mấy chị ha. Đó. Chị nào chốt giùm em cái mã đen Gucci cuối cùng thì chốt. Mã đen Gucci đen nè. Là đỏ trong cái túi đen là chốt giùm em Gucci đen nè ha. Chốt giùm em Gucci đen.
cuối cùng trong cuộc đời ha. Đó, mấy chị coi em là chi không? Mẹ đây chốt giùm em mã gu xì vuông nha mấy chị nha. Gu xì vuông. Chị nào chốt gu xì vuông chốt giùm em. Đen giùm em là đen này phải không chị Trang Dương? Là này đúng không chị Trang Dương? Dạ Trang Dương inbox cho em xin địa chỉ số hộ sao không thấy được. Con này chốt giùm em mã cam đi. Con này chốt giùm em mã cam nha, đen Chanel của chị Trang Dương nha. Ok chị. Đen Chanel này đúng không chị Trang Dương? Này đúng không? Ok chị nha. 208. Mình quên coi lựa giờ chị cùng hai đứa yêu nhau. Xin địa chỉ số điện thoại Trang Dương coi. Chế Trang Dương Gò Vấp 208 Gò Vấp 694. Nè giờ lên dép nè. Giờ lên dép giờ này cho khỏi dành đồ. Nãy giờ bán nói tình yêu ba đi. Quận 12 nha em. Dạ chút nữa chị cho em địa chỉ đi. Giờ quận mấy em cũng trâu hết đó chị. Ai chọn dép bình thường mình dép Lào báo em nha. Có có mà ngon. Được mấy con ba lô mấy chị? 340.000. Hàng đây là hàng sắp tay về. Mấy chị ơi, mềm lắm nè. Đây là caro nâu này nha. Được có mấy con thôi, 340.000. Được có mấy con thôi nhưng mà da rất là mềm ha. Mấy chị lưu ý giùm em nha. Được có mấy con thôi, không có nhiều ha. Chị nào tranh thủ chốt thì chốt giúp em. Có mấy con thôi nha, lưu ý giùm em ha. Không có nhiều đâu nha, rất là ít luôn. Lưu ý giúp em, rất là ít ha. Số lượng không có nhiều đâu nha mấy chị. Cho nên chị nào tranh thủ chốt thì tranh thủ chốt giúp em ha. 340.000 nha mấy chị nha. 340.000, con này là caro nâu nè. Con này thì không có cái túi kèm theo mà nó là màu da bò nè. Da bò cái này da đẹp hơn con này luôn ha. Con này da bò đẹp hơn con này, nhưng mà con này thì nó lại sần điệu và lại đẹp hơn. Em nói rất là rõ nha. Con này là caro xanh. Đó, con này caro xanh nè. Nãy giờ đâu dám đưa con này cho bé lùng coi, nó khi em thấy thì em ế luôn. Cái này là caro xanh nè. Cái này caro bò nè mấy chị đó. Cái này caro bò. Cái này con này là caro bò nè. Được có mấy con đẹp là em hốt hết rồi. Con này caro bò mà có túi phụ nè. Con này caro bò mà có túi phụ đó. Nhưng mà mấy chị biết không, cái con mà có túi phụ với cái con mà không có túi này á, thì nó là da nó khác nhau ha. Nó không có giống nhau. Con này caro xanh cũng vậy nè. Rồi chị nè, ngày hôm nay dép không có size lớn đâu. Giày không có size lớn đâu, cho nên là còn cỡ 39 trở xuống. Nhưng mà được có mấy đôi đẹp, em dớt về mấy đôi đẹp. Em dớt được về mấy đôi đẹp á mấy chị. Mấy chị đợi em. Những mùa chớm chớm trước em trả lại cho anh. Được có mấy đôi thôi nha, 160.000 một đôi. Và mấy chị lưu ý nha, toàn là hàng độc không, hàng si mà. Nhớ là hàng si. Cái hàng si này nè, nón thì là hàng si mới. Nón là hàng si mới. Dép là hàng si cũ. Nhưng mấy chị coi nè ha, dép là hàng si cũ. Túi xách là hàng si mới. Nhưng mà hàng của Nhật hết. Và quần jean nam tối nay size 29 tới size 36 là quần jean nam mới, thằng hàng Nhật đi cửa khẩu về ha. Có lên bộ xếp ly chút xíu nữa. Có bộ xếp ly thảo duyên tí xíu nữa. Có bộ xếp ly nha. Cái đôi này mấy chị, cái đôi này size không có lớn. Cái đôi này size không có lớn nha. Đôi này size không lớn. Em thử nói đôi này còn có size 39 thôi mấy chị. Đôi này mà chính xác á nha. Đôi này mà muốn mang đẹp là 38. Đôi này chân chị nào 38 lên hốt. 160 vải. Cái da rất là xịn sò. 160 và da xịn ơi là xịn luôn. Xịn cực kỳ ha. Bên em có dép đá nè. Dép đá 150 đủ size tới size 41 nè. Bên em nhiều mẫu lắm đó chị. Đây nè, bên em có đủ loại dép luôn ha. 40, 41, 39, 38. Đá hai quai màu xanh nè. Đầy đủ ha. Đá hai quai xanh nè. Đây, đôi này là 38 nha. Chế nào chốt đôi này 38. Quần jean nam to nhất sau bao nhiêu quý?
Em chỉ biết là quần jean nam to nhất là size 36, nó khoảng cỡ 90 kg đó chị. Em trai em 8 mấy ký, mặc 34 cũng vừa, 9 mấy, chín là khoảng cỡ 9 mấy ký là cao nhất 36 đó chị. À, rồi ai 38 rồi. Nói chung là hôm nay là à, có đôi này 37 nè. Ôi chế nào 37 hút cái đôi này là có 160 à. Chế nào 37 hút cái đôi này mà nó lại là mới 100% nha. May in cho trai cho nè đây. Đây là mấy chị, may in cho trai cho nè. 160 đôi 37 cho em. Có rất là ít nha mấy chị nha, có rất là ít. Cái đôi này là ý yên dừa nè, đôi này 39 rưỡi ý yên dừa nè. Mà mấy chị coi cái da này đó, mấy chị coi cái da đi ha. Đôi này 39 rưỡi ý yên dừa, đôi này là hàng si nè. Đôi này là 39 rưỡi em dừa nhưng mà hơi chật. Thì mấy chị còn cỡ 38 thôi, 38, 38 rưỡi đôi này thôi ha. Chốt giùm em đôi xích. Chốt trước giùm em đôi xích, đôi này em mang hơi bị bó chân. Đôi này em mang cũng dừa mà hơi bị bó chân mấy chị ha. Đôi này em mang cũng dừa nè, mấy chị thấy không, 39 rưỡi mà em mang dừa nè. Nhưng mà hơi bị bó chân. Thì chị nào còn cỡ 39 hoặc 38 rưỡi thôi, chốt giùm em đôi xích. Mà mấy chị ơi, hàng mà em lựa một cái mấy chị thấy da không? Da như da em bé, cho chị một ly thôi em. Rồi em hết cho chị là dùng rồi đó. Đôi này là đôi xích nha. Đôi này đôi xích ha. Còn chị nào chốt ba lô thì chị nào mua jean thì cứ tối nay vào like em nha. Jean nam. Tối nay sẽ dành một cái khoảnh khắc là sẽ like jean nam cho tất cả các chị ở đây ha. Jean nam từ 29 đến 36 luôn. Jean nam từ 29 đến 36. Chế nào chốt jean nam thì chốt lên giúp giùm em jean nam nha mấy chị nha. Jean nam thì tối nay mình gặp nhau. Ủa mấy cái ba lô này mình nói trời luôn. Thật sự luôn á mấy chị, 340 mà thằng hàng Quảng Châu không có cửa so với thằng này đâu. Thằng Quảng Châu so với thằng này là chỉ là tép riêu thôi. Không, tiếp tục nè mấy chị, rọ luôn. Em là hồi xưa thích rọ lắm. Trời ơi, cái đôi rọ mà của hàng si á mấy chị, cái đôi rọ của hàng si mấy chị cầm vô nó đã lắm. Đôi này mới 99.9% nha. Đôi này 240 là 38 luôn. Chốt giùm em rọ xanh 38 ha. Rọ xanh 38. Chị ra chốt rọ xanh thì chốt lên giúp giùm em rọ xanh 38 rọ xanh. Chị ra chốt rọ xanh thì chốt lên giúp giùm em ha. Chốt lên giúp giùm em rọ xanh. Cái ai chốt rọ xanh không ạ? Cái ai chốt rọ xanh thì tụi mình dạng chốt lên giúp em ha. Đầy đủ đồ chơi luôn. Có quần có không chị, về được luôn riêng 6 mấy cái. 6 mấy cái là hết hàng kho luôn rồi đó chị. 6 mấy 70 cái là hết hàng kho luôn. Không có tồn nam chị. Tồn nam là bao nhiêu ký thì chị kêu em đi kiếm hàng xuất cho. Rồi đôi này, đôi này mấy chị đi làm công sở được nha. Nhưng mà tại vì em lựa là em lựa theo cái da nha. Em lựa theo cái da. À, đôi này thì cũng không lớn. Nói chung là hôm nay thì có những cái đôi. Đôi này chị nào 39 mang dừa, em 39 rưỡi mang dừa nè. Đó, em 39 rưỡi mang dừa nè mấy chị. Mà đôi mấy đôi này 160 mấy chị đi không có đau chân đâu nha. Mấy đôi này 160 chắc chắn một con mấy chị đi không đôi đau chân. Chốt giùm em đôi nơ. Tại vì là em đã lựa qua một tour rồi ha. Đầm gì mặc còn không xót. Em mặc bộ á chị, em đang mặc cái bộ á. Em đang mặc cái bộ, em có cái đầm của Long Dương Quá cũng một tay giống vậy nè. Để tối em đem lên mạng em tặng cho mấy chị. Nè đôi thể thao bán 160 luôn nè. Mà mấy chị đừng có bỏ lỡ nha. Em nói thật sự là mấy chị đừng nên bỏ lỡ ha. Mấy chị đừng nên bỏ lỡ đôi này. Đôi này em mang cũng vừa. Đen nào á chị Thu Liễu Lê Thị. Đen nào á chị Thu Liễu Lê Thị ơi. Đen nào chị, đen nơ hay là đen xích hay là đen gì chị. Đôi này 38. Đôi thể thao này 38 đi. 38, 38 rưỡi. Nhưng mà mấy chị ơi, cái đôi thể thao này mấy chị mà chốt là không có đáng đồng tiền của mấy chị đâu. Đôi này mà 160 mấy chị đi ra ngoài kia mấy chị mua được em làm con mấy chị. Thu Liễu Lê Thị đen nơ hả chị? Đen nơ mềm phải không chị? Đúng không? Đúng, ok lên giùm em đá nha. Nói thiệt lòng mà, đây là những lời nói, đây là những lời nói xuất phát từ con tim của trái tim. À, cho em xem đồ chị mặc đi. À, đen nó có ba chín là đen này nè chị. Cái đồ em mặc đâu có bán đâu chị, đồ này em may em mặc mà.
Đồ này em may em mặc để bữa nào em may mấy bộ này em bán cho mấy chị. Nãy giờ mấy chị người hỏi luôn. 38 thể thao hả chị Nguyễn Xuân Diệu? Thu Liễu Lê Thị. Thu Liễu Lê Thị nè. 106. Đen nơ. Ha. Đen nơ của Thu Liễu Lê Thị. Đúng nha chị đẹp. Nguyễn Xuân Diệu inbox cho chị chỉ kèm số điện thoại là Nguyễn Xuân Diệu. Bên em không có gọi điện chốt hàng nha chị. Bên em không gọi điện chốt hàng nha. Nguyễn Xuân Diệu 106 quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Quá rẻ cho một cuộc tình. Em nè là ai đây? Đi chị. Con đường xưa em đi, người ta kéo dây chì, bất đường em hết đi. Em là thơ vui. Thử nghĩ nào. Có một đôi đẹp quá bán 160 mà giờ không biết ai có size này không? Nó ghi là 240 là tương đương 38 đúng không? Nhưng mà chân chế nào 37 hốt cái đôi này cho em bán mới chế 160 luôn. Đáng lẽ những cái đôi này em bán hơn nè. Đôi đen nơ khách lấy rồi chị Thanh Mai đặt hàng này hàng si. Hàng này hàng si mỗi đôi nó có một đôi à, mỗi mẫu nó có một đôi à chế. Mỗi mẫu có một đôi thôi chị ha. Muốn nữa cũng không có nha. 37. Nó ghi 240 nhưng mà 37 thôi. Nguyễn Công Diệu nè. Trời ơi đôi này quá chất luôn á. Đôi này mấy chị mua 160 là hơi bị rẻ luôn nha. Nguyễn Xuân Diệu nè. Đấm lại không biết chân nó size 37 hay 36 nè. Nguyễn Xuân Diệu 160 nè. Trời ơi đôi đó hơi bị đẹp luôn á. Đẹp đôi này là Jingle Bell. Jingle Bell chín đầu con heo nè. Đôi này chế nào 39 nè. Ôi, hơi bị đẹp luôn á Diệu, đáng lẽ những đôi đó mình để dành mình bán hơn vẫn được. Nè, 5 phân, 5 phân hay 7 mấy chị. Chốt giùm em là đôi 5 cục tròn. Chưa lên Rinh Nam chị tối nha chị Liễu. Chưa lên Rinh Nam cho em 37 hôm nay nè. Trời ơi, chốt giùm em đôi 5 phân 39 đi. 5 phân 39, 160 luôn nha. 5 phân 39 bán 160 luôn. Bên em chị Thanh Mai đặt inbox cho em nha. Bên em là không cho kiểm tra hàng thi nhận nha. Thanh Mai đặt. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, mừng hòa bình đến cho muôn loài. Thanh Mai đặt. Dạ. Inbox cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại 395 phân. Đôi này về mang thử đi nha. Xin lỗi mấy chị chứ hàng chính quy không bằng thằng này. Ngày xưa là em chuyên đi hàng này luôn á. Mà giờ là từ từ qua Tết rồi mình chơi lại từ từ đi nha. Giờ đi cái đôi này không biết chừng nào mà nó hư nữa. Em nói thiệt á, đi không biết chừng nào hư cái đôi này luôn á. Đi không biết khi nào hư nữa. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Thanh Mai đặng. Tiếp tục. Đây. Cũng một đôi giày thể thao bán luôn 160. Oh yeah, đẹp không? Trời ơi, hàng em hàng tuyển. Dạ xong xong, chị đáng lẽ là chị phải inbox liền á. Tại bây giờ ít khách thì thôi, tí chị inbox cho em cũng được nha. Đôi này nó để 245 là 39. Đôi này nó để 245 là 39 ha. Nhưng mà chân chị nào 38 mang là được rồi nha. Đây, một đôi 160, chốt giùm em thể thao dây kéo. Mềm nha mấy chị nha. Mềm lắm chứ không phải như hàng chợ mà đụng vô cứng ngắc cứng hiểm đâu. Không có chuyện đó đâu ha. Không hề có chuyện đó, hàng si này mỗi
mẫu nó có một đôi thôi mà mấy chị coi nó mới nè ha. Đây chốt giùm em 38-39 thể thao dây kéo ha, một đôi. Chị Ngọc Bùi chung, chị Ngọc Bùi nhờ sang nhiêu rồi chị Ngọc Bùi. Chị Ngọc Bùi nè 106. Bác Út, trời mấy cái đôi này á, 106 tính ra là quá mềm luôn á chị Ngọc Bùi. Chị là dân chuyên gia là tăng hàng độc á chị, đúng không chị Ngọc? Những đôi này mà da đẹp như thế này 240, đây 240 đây đó. Cái này nó ghi 245 nhưng mà 240 là mang vừa thôi chị. Em có nói khi trước khi em bán rồi đó. Một ngày Chúa sinh ra đời, một hòa bình đến cho muôn loài. Tiếp tục nha, ít lắm, rất là ít luôn. Có một đôi sân đan, mấy chị ơi, có một đôi sân đan là size 37, có một đôi thôi nha. Một đôi sân đan mềm 37, 160 ngàn, có một đôi thôi. Chế nào chốt cái đôi sân đan này, chốt giùm em sân đan ha, sân đan 37. Chế nào chốt sân đan 37, chốt lên giúp giùm em sân đan 37 nha quý vị ơi. Còn con nón lính nè, chế nào chốt nón lính, chốt giùm em nón lính. Cảm ơn chế, mang vớ nữa là vừa luôn. Em còn con nón lính nha, 180 ngàn nha mấy chị nha, 180 ngàn con nón lính. Rồi lên tiếp nè. Trời ơi, ai thích mà rọ mềm như thế này thì quốc ha 39. Ai mà thích rọ mềm như thế này thì quốc ha. Nó ghi là 250 nhưng 39 là vừa nha. Nó ghi 250 nhưng 39 là vừa, cũng chỉ có 160 thôi. Cũng chỉ có 160 đôi rọ này thôi. Trời ơi, 160 mà mềm. Mềm mịn lắm mấy chị ơi, 160 mà rất là mềm mà rất là mịn nè. Hàng của chú đá gô ba lắng bờ lắng chót chờ ba, chót chờ ba chú đá. Nó ghi là 250 đó quý vị, nhưng 39 là được rồi ha. 39 là vừa vặn là đẹp rồi nha mấy chị nha. Ủa xinh quá, xinh mà mềm. Mấy đôi này không có size 42 đâu chị Ngọc Ẩn. Hàng si này lâu lâu về được nhiêu đôi là em mới lấy bao nhiêu đôi em bán, chứ không có hàng. Bữa giờ chị thấy không, tối nay là lên lên 29-36 nha nè. Đôi này 160 em bảo đảm mấy chị giật nè, đôi này 160 em đảm bảo mấy chị giật nè đó. Kiếm đâu ra đôi này 160 mệt coi da nè đó, mấy chị coi da đi nè, ai hốt mà hốt nha. Đôi này sai nhiêu chưa biết, chưa biết đôi này sai nhiêu. Trời ơi, sao nó mềm dữ vậy trời. Lo bán chứ đừng đừng đọc lại hết sức là sao? Sao ấy chứ đừng có đọc lại hết sức là sao? Dạ 8:30 chị Thanh ơi, Thanh nhớ vô mua ủng hộ em nha. Thanh ơi, tối vô chia sẻ đi. Em còn cái đầm lịch vai Thanh nhiêu ký, em còn cái đầm tay bắt tay còn này nè. Tối nay em là để em còn cái đồ em ra em tặng bóp cái. Trời ơi, chưa vừa hết chưa? Nè, dễ thương không quý vị? Quý vị coi 160 nè, đó. Quý vị coi 160 mà 39.5 nè. Coi giùm em phát đi quý vị. Trời ơi, em nói thật quá, mềm như da em bé luôn. 160 ngàn, dày rút dây. 160 ngàn ăn bữa cũng hết nữa. Kiếm đâu ra đôi giày đẹp lòi phèo vậy mấy chị? Kiếm ra đôi giày đẹp lòi phèo vậy. Bán cho anh Đỗ Bình Như cái ba lô rồi. Đỗ Bình Như ơi, bán cho anh Đỗ Bình Như cái ba lô. Có ba cái ba lô nè. Mày đọc tiếng Anh chứ đi. Trời ơi, em đọc tiếng Anh hơi bị chuẩn luôn. 340 ngàn đủ hình như rồi. Trời ơi, hàng này hàng tuồn về á. Nó có tặng kèm một cái ví nhỏ này, da đẹp lắm. Có cái con caro này nè, có cái con caro xanh và có cái con caro bò nè đó. Em thích lấy ông cái lấy cái nào thì ông. Còn đây có một con caro nâu nữa đó. Em lấy cái gì lấy, nhưng mà chị nói em nghe da đã lắm luôn, thích lắm, cầm cái túi lên thích lắm. Và ngoài ra còn có hai con nữa nè, một cái con bò không có caro hả, không có bao tử nhỏ. Chị My, My mua cái này đi My ơi nè, con da bò trơn nè, và một con da bò có họa tiết nè đó đó. Em còn mấy con này, em có tổng cộng 5 con này chứ không phải còn nãy giờ chưa bán cái con mẹ. Vậy 160
Vừa rồi nam không, nữ chị, nữ nha, nữ đừng lấy nam. Nè em có một cái đôi, nó ghi trên này là 240, là 37, 38. Nhưng mà em nói mấy chị nha, mấy đôi này mấy chị mang cả đời không hư luôn. Mua đôi giày bảo hành nguyên năm. Da bò cuối cùng là da bò tiết này đúng không? Đúng không? Đỗ Quỳnh Như. Mừng ngày Chúa sinh ra trời, là hòa bình đến cho muôn loài. Phán hồi mất nhẹ cái bút lông. Hòa bình đến cho muôn loài. Chị, ba lô nào đẹp để em cái. Inbox thì diện đi. Inbox thì diện đi. Hòa bình đến cho muôn loài. Lấy caro bò đi chị ơi, đồ đẹp lắm. Dạ nè, em bán gì cũng đẹp hết đó chị Thâm. Thiệt. Kiểm tin thì hỏi mấy chị đây, em bán kinh nghiệm bán 4 năm đổ nợ không chị? Nói giỡn đó nha. Đó là em nói giỡn á. Khi em bán 4 năm đây, cái kinh bày của em 20 mấy ngàn người. Chồng em mới nói em kiếm chỗ để đồ đi rồi hãy mua tiếp. Nhỏ kỳ cục kêu nhỏ hổm giờ cả tháng trời mới chốt được cái đồ, cái vô nói liền nhỏ kỳ cục dễ sợ liền chứ. Ai đây? Đỗ Quỳnh Như. Thằng quỷ à, chị đang dụ nó đẻ em. Em cho nó mua đồ đi, hết năm qua năm nó đẻ nha. Ừ, cho nó mua hết năm nay nó đi chơi đi, qua năm nó đẻ đó em. Ờ, còn cái nữa của Nguyễn Thanh Tuyền. Ờ, Nguyễn Thanh Tuyền inbox cho chị em liền nha. Cái bò nãy chị em đeo thử không? Bò trơn không? Nguyễn Thanh Tuyền. Cho nó chơi hết năm đi em. Cho nó chơi hết năm thì năm sau nó đẻ nằm ổ, nó đặt livestream nhiều hơn nữa không sao đâu. Thiệt, năm kiếm quần áo lệch vai bán đi vậy. Nếu chị muốn thì phải may cả tuần nó mới ra trời. Tại vì nó may những cái mẫu kia nó cắt trước nó may á. Còn mấy chị ôm những cái mẫu quần ống rộng là vai lệch thì cứ bấm theo dõi yên đi. Rồi yên may còn cỡ dài ngày nữa đâu. Nghe đẻ ớn ốc. Trời má ơi, đẻ mà ớn ốc, tao mà đẻ được như mày tao cũng đẻ nữa. Trời ơi là trời. Nguyễn Thanh Tuyền nè, inbox cho chị Yên xin địa chỉ số điện thoại nha Nguyễn Thanh Tuyền ơi. À, hoặc là cho nếu mà là khách cũ thì cho cái địa chỉ số điện thoại trên này ha. 340 của Nguyễn Thanh Tuyền. Không, em cho nó mua hết năm nay, năm sau nó nằm ổ nó để nó còn đặt nhiều hơn nữa em, có sao đâu. Nè đôi này nè, chốt lên giùm em đi quý vị. Cái hàng xi này á, mỗi mẫu nó có một đôi à, nó không có nhiều đâu ha. Không có nhiều đâu, nó kiếm nhiều cũng không có. Hai ngày là lấy một bao công ty nó sợ em luôn. Em biết chị Thảo mà. Nè, biết gì không? Nó quên nè chị. Nó quên nè. Thấy em làm cho chị rồi không? Mà em kêu nó cầm xuống của chị Phương Thảo mà nó quên nè. Tối hôm qua sót của chị á, cái đem về làm á. Dạ đem làm á chị, mà quên cái dòng trì chú cho chị. Để gửi cho chị đầu năm cho lấy lọc mà quên mẹ nó hát à. Quên, cho nên bữa nay mùng 1 chị không có nhận được. Cho nên buồn. Cho nên là sợ chị buồn. Như hôm nay tao được trên kho kiếm cho đôi bót bà nậu miệng. Trời ơi, cái da nó xỉu luôn. Nè, ai thích mà búp bê mà hàng độc mà da đẹp làm chốt với con đây nè. Đây nè, like thôi chị ở bên kia. Tại vì cũng chưa có xong á chị. Với lại ở đây tối em đọc kinh á. Em là em thờ Phật mà, còn ba lô không để chị cái. Lên địa chỉ số điện thoại đi tặng cái liền mấy châu. Mấy châu không có tiền mua đồ em đâu. Bé Châu là không có tiền mua đồ em đâu nha. Để em đưa lên cho chị ba cái này chị chọn. Quên á. Nè còn đôi nữa nè mấy chị. Còn một đôi nè. Lo chốt đi nha đôi rọ nè. Còn chốt đi nha đôi rọ nè mấy chị, đẹp không? Ui có 160 ngàn à. Mấy chị đi mệt nghỉ luôn á. Đôi này là size 39, nó ghi là 39 nha. Nó ghi là 39. Thì 38. Này tôi này chị nào 38 mang là vừa xích luôn. Đôi này chị mang, đôi nào chị nào mang 38 là vừa xích luôn. Còn 3 mẫu này chị Châu. Còn 3 mẫu. Một mẫu caro nâu nha. Một mẫu caro nâu. Đây, có cả bonus thêm một cái túi nè. Một cái là caro xanh. Một cái là caro xong, hồi chiều có một mai của co đẹp lắm mà nên nó rớt mẹ chữ co.
Đây là caro xanh, còn ba cái à. Còn cái này là caro bò. Còn cái này là caro bò nè. Lấy chốt cái caro bò cho bé gì hơn đâu mất rồi. Con đường xưa em đi. Dạ bán chị Lê Nguyễn Gia Hưng, chị khó quá. Lê Nguyễn Gia Hưng, chị cũng cái gió trở trò ghê. 340 còn hai cái. Em bao nhiêu tuổi vậy bé? Vậy còn 40 chị. Em đâu có nhiêu tuổi đâu chị, gần 40 à. Ba rau xanh của chị Thùy Dung à, gần 40 chứ nhiêu. Lê Nguyễn Gia Hưng để mai chị lên kho chị kiếm cho. Caro xanh của chế Thùy Dung lấy nha. Còn cái bò với caro nâu á chị Thanh. Anh ơi, chị Thanh ơi, chị Thanh khách mới ơi, thương em lấy giùm em một trong hai cái đây. Thương em lấy giùm em một trong hai cái. Chị Châu đâu rồi? Lấy tiền mà sao không chọn đi ha. Còn không để em đi kiếm cho. Quỷ à. Dạ chị Thùy Dung tối 8 giờ rưỡi em like nha mấy chị. Thùy Dung thành phố nè, 340 nè. Mấy chị có mua con mắt kính thì báo em nha. Caro bò của bé Hải Châu nè. Dạ em còn đúng một cái caro nâu nè mấy chị. Em còn đúng con caro nâu sạch sẽ. Caro bò của bé Hải Châu nè. Còn inbox cho em địa chỉ số điện thoại đi cùng cưng. Lấy tiền cho chị vừa lòng chị. Dạ không có gì hết đó chị. Không có gì hết, mình mua bữa nay không được, mai mình mua tiếp. Hai cái luôn nghe em, ok. Kính 208 chị, đợi em lên cho. Chị Châu còn hai cái lấy luôn phải không? Bé Hải Châu nè. Bé Hải Châu 340, bé Hải Châu một cái nè. Còn cái đó trời ơi, hết rồi nha, hết ba lô. Biết sao không, nó về một lô hàng trong kho em chọn được nhiêu đó. Nó về một lô hàng trong kho em chọn được có nhiêu cái túi sách này à chị. Túi sách kia nó không có đẹp, ba lô nó không có đẹp. Đấy, của bé Hải Châu nè. Của bé Hải Châu 340 nè. Con đường xưa em đi, người ta kéo dây chị. Bên đường em hết đi. Lên kính ha. Nón thì em còn đúng hai cái thôi ha. Nón thì còn đúng hai cái. Phiền cái nè, phiền cái. Ồ, Như ơi, Như ơi. Đó, phiền cái nè Như ơi. Hôm nay đi kho được cái đôi này nè Như ơi. Cái đôi này là em đặt hàng Quảng Châu về thử là nằm về giá 360 nha, size 40. Quỳnh Như có thích đôi này không? Có thích thì để nè nha, có thích thì báo để lại nhân bán cái đồng hồ. Nè cái đồng hồ này là cái đồng hồ mấy bữa em đem lên em đổi con này nè mấy chị. Ừ, cái thằng hàng phiên Nhật nó hay lắm. Đổi ví dụ như con kia 3 triệu mà con này 2 triệu thì nó tính cái phần cũ với cái phần mình chưa có dùng, nó tính thêm vô lòng mấy trăm ngàn rồi vậy đó. Hả? Khi nào chị lên đồ thời trang tối 8 giờ nha chị Thanh ơi. Tối nay em có lên quần nam size từ 29 tới 36 nha. 350 nha. Không có bớt cái đồng nào đó. Lên kính nè, lên kính rồi ăn cơm rồi nghỉ chút chút like nè. Lên kính nha. Mấy chị tập trung nha, lên kính tập trung. Tối nào cũng like, trưa nào cũng like, chỉ có trưa hôm nay là tại vì tối qua làm bill tới 5 giờ sáng thôi. Trưa nay like không nổi thôi mấy chị. Đây, mã đầu tiên là mã cánh sen nha. Mấy chị coi mã cánh sen nó là vuông xì vuông nè. Mã này là mã cánh sen. Em mới đi mua gần chục đôi nên thôi không lấy đâu. Chồng mẹ chưa bỏ mẹ Như. Đôi này đôi cánh sen nha. Những chị mà có khuôn mặt lớn thì nên lấy cái dòng kính này ha. Những con kính mà chuẩn bị em lên là mấy chị nên lấy. Tại vì nó thì dành cho những cái khuôn mặt lớn nha mấy chị nha. Con này là mã cánh sen đó. Xong rồi ví dụ như chụp hình, mà chụp hình kiểu như thời thượng mình để cái bờ môi nó trờ trờ ra đó. Đó, đứng giữa trưa nắng đứng vậy đó nha. Mã cánh sen 280. Mã cánh sen 280 nha mấy chị đó. Tao nói ai bán kính có tâm như em mấy chị. Bán kính mà còn chỉ đứng làm sao nữa chứ. Con này là mã trắng nè. Con này là mã trắng. Nhưng mã trắng của là của thằng Fendi rất là đẹp nè mấy chị. Mã trắng, trời mã trắng đeo lên sang lắm. Đây là mã trắng nè mấy chị. Mã trắng lên cái góc mặt là hơi bị đẹp ha. Mã trắng góc mặt lên hơi bị đẹp luôn nha mấy chị. Có kính nam không, giờ kính nữ không à. Ai chốt mã trắng chốt lên giúp giùm em. Mã trắng nha mấy chị nha. Mã trắng. Chị nào chốt mã trắng chốt lên giúp giùm em mã trắng. Mã trắng là của Fendi nha.
Mã trắng là của Fendi. Mã trắng của Thanh Mai Đặng. Dạ ok, chế Thanh Mai Đặng. Bên em là không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha chị nha. Mà hàng có vấn đề gì thì cứ báo em xử lý ha. Bán 4 năm rồi nha mấy chị. 208, trưa like từ 1 tới 2 giờ. Tối thì like 8 giờ tới 8 rưỡi. Từ những ngày bệnh nằm viện hoặc là bà ngoại để con pha phải đưa đi từ ngày đó mới nghỉ thôi. Còn lại là hầu như không có nghỉ nha mấy chị nha. Đó. Đấy. Mã trắng là màu đen đúng rồi. Mã trắng là cái màu đen em mới thử á. Mã đỏ. Nè mấy chị nha, mã đỏ. Mã đỏ cũng là kính màu đen nhưng mà của thằng Miu Miu mà nó làm cái gọng đẹp lắm mấy chị ơi đây nè. Nó làm cái gọng đẹp lắm. Chốt giùm em mã đỏ. Trời vô cái khuôn mặt ôm thích luôn mã đỏ. Em đang đeo mã đỏ nè. Mã đỏ em đang đeo nha. Mã đỏ là cái mã em đang đeo. Mã đỏ là cái mã em đang đeo nha quý vị nha. Quý vị nào chốt cái mã đỏ, chốt lên giùm em mã đỏ. Ok chưa mấy chị nha? Ok chưa? Ok ok, trời ơi. Muốn cái con mã đỏ nha. Ôi đeo cái túi xách luôn. Rồi cái biếu xong làm cô gái hờ hững đó. Phi phi đẳng đẳng ra đứng cột đèn cũng được. Mã đỏ. Chế nào chốt mã đỏ, chốt lên giùm em mã đỏ nha. Phi phi ra đứng cột đèn cũng được nha quý vị. Mà nói gì chưa? Chốt giùm em màu da. Nè coi kính màu da là đẹp chưa. Coi ngọc nè. Gucci nè. Gucci. Chốt giùm em mã màu da. Đây. Màu da Gucci sang chảnh lắm mấy chị. Rồi xong. Là cô gái hở. Đấy. Màu da. Cho anh xem lại mã trắng được không. Mã trắng đâu. Màu da. Chị nào chốt màu da, chốt giùm em màu da mã trắng đâu rồi. Mã trắng của chị đã có không? Ủa má Hương Phạm má cười gì vậy má Hương Phạm? Sao má cười gì vậy má Hương Phạm? Nè chị màu da nè. Màu da con kính lên nó, cái mặt mình nó góc cạnh đó. Nó là mã của Fendi với mấy chị. Đây nè, màu nè. Màu của chị đang đặt đó, kính trắng. Em nói thiệt với chị hay là hơi bị đỉnh luôn nha. Màu da của Đỗ Quỳnh Như nè. Màu da là mà chứ không phải Đỗ Quỳnh Như. Nó mua đồ nữa nè nha em ơi. Vợ em nó mua đồ nữa nè nha em. Chứ nãy giờ chị đâu có bán được gì cho nó đâu nha. Vợ em nó mua đồ nữa đó. Nhắc nhẹ nhẹ thôi nha. Mình nhắc nhẹ nhẹ nhau thôi. Chứ nãy giờ như đâu có mua đồ gì đâu. Mẹ đeo kính ra đứng đường đúng chị. Chứ giờ chị muốn đeo kính đi đâu giờ. Đó em cho chứ thôi là. Rồi bán hồi mất cái kính thiệt luôn. Đúng rồi chị. Giờ mua để làm cái gì lên tiền. Giờ em hỏi chị mua này chị làm cái gì lên tiền. Ở chồng em đi làm chứ gì à. Để đợi tối đi vô mua quần cho chồng nha. Em nói thiệt với chị nha. Mấy chị mua cái quần tối nay cho chồng á. Nó không có rách. Nhưng mà mã trắng đẹp hay mã đỏ đẹp. Lấy mã trắng đi cùng cưng. Mã trắng vô cái mặt nó góc cạnh hơn. Mà em nói thiệt với mấy chị ha. Nói cái gì để em suy nghĩ thử. Là ủa em đang nói tới gì rồi mấy chị. Đang nói tới gì mà Thanh Mai Đặng bỏ hỏi cái quên mất mẹ rồi. Chốt giùm em mã đá nè. Đá kim tím tím. Chốt giùm em mã tím nha. Trời ơi là trời ơi đó. Đẹp chưa. Đeo xong làm cô gái hưởng. Má giống chó mặt xệ ghê. Thiệt. Giống, thật sự là rất là giống chó mặt xệ. Mã tím nha. Mã tím cái này mà chị nào khuôn mặt mà 100kg là mang hơi bị đỉnh luôn. Chốt giùm em mã tím. Mã hồng. Còn mã hồng là mã đen của thằng Versace nè quý vị. Quý vị thấy không? Mã đen của thằng Versace nè ha. Túi sách đeo cho em xem không? Túi này của chị em. Cứ này 2 triệu mấy 3 triệu. Rồi em mua chồng em không nói mà ông shipper ông phàn nàn ghê. Ít mẹ giống mấy à, giống giống cô gái răng súng. Răng súng mà 208 thì chà chanh. Sáng chụp bill mà không thấy ship. Chắc hồi xưa chưa ship kịp đó bà nội. Một gì. Có thôi để tôi đừng nói sâu à. Con này là con gì ta. Con này là mã hồng nè. Con này mã hồng nha, 208.
Mấy cái kính mà em đang lựa cho mấy chị toàn là những cái rộng cho những khuôn mặt bự chà bá lửa. Mà cái thằng này là thằng hàng Xi Nhật, cho nên cái mắt kính của nó, cái tròng của nó có những cái thứ mà chống tia cạc tím rất là tốt nha. Không phải là hàng mà tôi nói hàng tào lao chợ An Đông đâu. Hàng này là em bán 3 năm trời rồi đó mấy chị. Là cái thằng kính Nhật này nè, kính Nhật, giày Xi Nhật, quần ring với lại nón thì là hàng mới, ba lô thì hàng mới ha. Nhưng mà cái độ chống cạc tím của nó rất là cao. Con này là Louis Vuitton sờ nè mấy chị. Con này là Louis Vuitton sờ nè, em khoái con này rồi nha. Con này chốt giùm em mã vàng chăn. Con này là mã vàng chăn. Đây mấy chị, mã vàng chăn. Em đang kêu màu là kêu theo cái bao da nè để mấy chị dễ chọn. Con này là vàng. Con này là vàng chăn, đẹp không mấy chị? 208 vàng chăn. Đó. Con này á, con này mà khi đeo lên là mấy chị đợi thả ánh mắt ngơi dài đó. Lé lé cũng được, mai thấy không? À, 208. Mà em nói chị nhớ nha, nhớ cái lòng mặt kính của bên em chống tia cạc tím rất là cao nha mấy chị nha. Chốt giùm em Louis Vuitton sờ vàng chăn. Chốt giúp giùm em con da trời nè. Nếu mà mấy chị cầm cái mẫu mã con da trời ở ngoài mấy chị mê liền. Nếu mấy chị cầm cái mẫu mã của cái con da trời này ở ngoài mấy chị mê liền. Da trời ha, da trời mấy chị, da trời, da trời ha, da trời. Em chọn màu trời, em chọn màu áo xanh da trời. Trời ơi, cái mẫu mã da trời ở ngoài mấy chị nhìn mấy chị sẽ ghiền đó, mấy chị sẽ ghiền, ghiền lắm. Da trời 208 hàng Xi Nhật, chống tia cạc tím rất là tốt. Rồi, chốt cái mã cuối cùng là mã tím đơn giản, nhưng cái ngọc nó không đơn giản, nó là sách vàng rất là đẹp mấy chị ha. Con này là mã cuối cùng tím không cực tím. Chốt giùm em mã tím đó. Mấy chị thấy mã tím nó khác tất cả mọi thứ không? Mã tím là ở trên tròng kính nó có ánh xanh ha. Và đặc điểm là hai cái con mắt nè, hai cái con mắt nai cha thì nó có chống tia cạc tím rất là tốt. Khi mấy chị đi nắng ha, đi mưa có cạc tím không mấy chị? Đi mưa không có, là đi nắng đấy. Bây giờ á mấy chị, hàng gì đâu có nhiều đâu, hàng gì không có nhiều hết trơn. Rồi tiếp tục ha mấy chị ha. Tiếp tục là cái thứ mà tiếp tục mà để em bán tiếp tục cho mấy chị á, là đây, là đây. Còn hai con nó mỗi con 180, hai đứa mua hai cái thì hai vợ chồng đi xe hơi lấy. Con này là mã lính nè, con này là mã lính nha. Chị nào chốt mã lính thì chốt con này. Hôm nay chị Tâm Trương chốt mấy con hàng đẹp đó. Con này là mã lính nè mấy chị. Đó, mang cái này vô xong mà mắt kính hát mà mang cái này vô xong hát bài em biết tại sao lúc này lính dù lên điểm là hát bài này rồi đó, thấy không? Thấy không? Rồi còn một con mã cuối cùng là mã A đi đó. Nói chung là hàng tuyển cho nên em không có tuyển nhiều đâu mấy chị. Trong một đám xô bồ lộn xộn đó là được những cái con này người ta gọi là đẹp thôi thì để lại thôi mấy chị ha. Chứ không có xô bồ lộn xộn ngủ không được mà con mắt nó lại sập đó. Mắt kính nào cũng đẹp mà chị, mắt kính nào cũng đẹp hết trơn hết trời á, không có cái mắt nào xấu hết chị à. Đấy, em biết tại sao hôm nay áo dài về nè, đầm về nè, set đen về nè, set Dior về nè, set bộ về nè, trời quá trời đồ luôn. Trời ơi, chết, sống không nổi đâu. Đó, em còn hai con đó là tối nay nhớ 8 giờ rưỡi lên gặp em ha. Tối nay nhớ 8 giờ rưỡi lên gặp em để mua đồ nam nha. Mình sẽ đi đồ dòng đồ nữ trước, rồi mình sau cùng là mình sẽ lên quần jean nam. Quần jean nam á, em kể cho mấy chị nghe là quần jean nam Xi Nhật này nè. Để kéo quần xuống cho lịch sự. Quần jean nam Xi Nhật này nè, để ghi cái bill của chị Phương Thảo, bỏ lên cho chị Phương Thảo. Là nếu mà so với chất vải với lại cái form ấy, nó đẹp ngang ngửa cái quần mà anh Phước mua ở cái shop của tụi Hà Nội ấy, là nó phải tầm giá từ 1 triệu 2 tới 1 triệu 8. Ba ăn cơm ấy. À mới ăn cơm, uống cà phê xong không? Ba đi đâu, đi toilet hả? Anh Phước ở dưới nè, ba muốn lấy gì? À xin đồ cho ba, lấy đồ cho ba hả? À đồ ba cũng để trong phòng này, để con live stream xong cũng dọn cho ba. Thì đó, con bỏ trong phòng này nè, để xong rồi cũng dọn cho ba cho nha ba. Cho ba đi lên đi xuống đi té, đi ăn cơm đi rồi chút nữa lên. Để cho nghe là quần rinh nó form đẹp
rưỡi nha mấy chị. Hôm qua làm bill tới 5 giờ sáng, mấy chị làm luôn. Thường một cái lùn nó đi uống 2 ly cà phê. Mà bây giờ nhà em không làm giờ sao chị? Mà mướn người ngoài á, thì mấy chị biết không, mấy chị biết sai á. Mà nhiều lúc mà mướn thợ thầy rồi nó đâu có theo mấy chị được. Thôi thầy mẹ nó vậy cho vui. Tối lên gặp nha. Nè có con áo bán 50 ngàn cho vui nè, áo loa mà. Bán 60 ngàn đi, 60 đến 95 ký. Còn con áo loa mà ai mua hốt đi, 60 ngàn áo loa. Còn con áo loa 60 ngàn nha, vải đẹp lắm. 60 đến 95 ký. Còn con á, ai chốt chốt giùm em nha. Ai chốt chốt giùm ai cho em. Em biết tại sao lúc này em đi dùng lưng. Em nói sao em bán dép mà cuối cùng mất chiếc màu hồng. Giờ ai ngờ gỡ quay quầy khách con 40, con 41. Bà đậu mẹ sao tôi có duyên có dáng dữ vậy trời. Rồi tối gặp nhau nha. Mấy chị nha, ăn cơm không nướng hay tắm rửa nằm nghiêng mình phơi hát gặp em. Chào cả nhà ha. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ mọi người ha. Đó chị. Hello chào cả nhà hơn mọi người, những ai đã coi like rồi mọi người cho em xin một dấu chấm, một dấu tương tác mọi người nhé. Trời ơi cái đầu ơi, nãy giờ nằm về vậy cái đầu không cần ngon. Cho chị đây không đem trong nghe à nhá. Quà nó đăng trên trang rồi mà còn hỏi nữa. Ủa chào cả nhà nhé mọi người nha, tôi quay like rồi mọi người cho em xin một dấu chấm, một dấu tương tác mọi người nhá. Và like này là like tặng quà các tình yêu ha. Xỉ mới thì mọi người lấy đơn, nói chung là đơn từ 1,5 triệu đến 2 triệu là có quà rồi. Mọi người chỉ cần lấy vài gì là được, số tiền đó phải không ạ? Còn đơn xỉ cũ thì mọi người chỉ cần vào lấy 3 gì thôi là bên em đã ship quà cho mọi người rồi nhá. Nói chung là phần quà thì cũng không có gì là cao sang, nhưng đó là tri ân của em với mọi người cả năm nhé mọi người ha. Cho mọi người vô lãnh nhá. Chứ sau buổi live này mọi người không được kiện em á. Không được kiện là ồ sao chị Tâm em không có quà, Tết năm nay em không có quà. Bởi vì do cứ live này không có quà, đang cứ live này mọi người không có đơn thì mới không có quà mọi người ha. Nên mọi người tranh thủ vào lấy hàng để được nhận quà các tình yêu ha.
cho em xin một dấu chấm, một dấu tương tác cho tình yêu ha. Chưa thấy ai xuất hiện ta. Hôm nay sao lên muộn quá vậy ta. Ủa, sao chị Tâm thấy gì vậy? Sao kì vậy? Sao chị Tâm thấy, thấy ai coi bình luận vậy? À đây rồi. Để em tìm ba gì để kiếm quà chị Tâm nè. Ok, ok, tình yêu Hồng Phạm. Em là cũ hay mới? À, nói chung em là cũ rồi, chứ ở đâu cũ rồi nha tình yêu ha. Em là cũ, lấy ba gì đi, em có quà. Nhưng mà chị cái phân quà. Nói chung đơn nhiều hơn ý. Hay gì, phải trễ tuần em mất quà rồi chắc chắn. Ủa em không có quà mà, sao không có quà? Em còn đang đặt giải nhất nhì đó. Nếu hàng Bí Ngô là đang giải, có khả năng giải nhất nhì trong trong cứ like này đó nha tình yêu Bí Ngô nha. Chị không phân biệt cứ like này, không phân biệt là mới hay kia hay cũ. Nói chung mà đã nói là danh số lớn nhiều nhất trong cứ like này hết được gọn quà. Nên kể cả khách cũ hoặc khách mới. Hồi năm ngoái thì nhớ là có các bạn lãnh được 3 triệu của chị để là khách mới tanh trong cái cứ like đó. Nhưng mà bởi vì do mình đã ra giá là đơn hàng lớn nhất, khách được thưởng nóng 3 triệu và đơn thứ nhì là 2 triệu. Nên cái bạn đã vô bữa like đó là bữa like đầu tiên của bạn đó. Nên là vẫn phải tặng mọi người ha. Và em Bí Ngô thì thấy là em muốn giạch giải đầu đó, giải nhất rồi đó nha tình yêu. Ngoài quà ra em còn có giải đó. Em mà cố gắng hơn một xíu nữa là em có quà chắc luôn. Còn Hồng Phạm vô lấy 3 gì nha. Cố gắng lấy 3 gì để được tặng quà nhá. Hà Mai cũng vậy nhá, cố gắng em nhá. Em cũng thuộc vào sĩ cũ mới rồi. À sĩ cũ rồi. Sĩ cũ nhỏ. Nhưng cũng có quà cho nó vui mọi người ha. Nãy giờ không coi được mọi người. Em nào ý là em ý là em ra ổ kịp thời hả? Đúng rồi, em ra ổ kịp thời để em lấy hàng của chị Tâm phải được lấy quà phải không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nghe câu này thì đúng rồi, đúng rồi đó. À, lên cái gì ta? Lên em đi chị mấy cái zin lại đi. Đây hả? Lên zin đầu tiên mọi người nhá. Đợi chị xíu, đợi chị xíu, đợi chị xíu. Có hot đi cycle không hả? Hot đi cycle hay gần hết rồi. Đúng rồi, trước thì còn ít zin. Bây giờ còn hàng chung thôi, còn hàng siêu đỉnh thì lại hết rồi tình yêu thiếu ạ. Để chị chia sẻ với nhóm đó, kêu gọi đồng đội lên đó. Nó bị lẻ loi. Thank you.
chị. À xin mẫu hả? Em ơi lấy mẫu hot đi chị cái. Em có lấy quần không? Em có lấy quần đại cổ không? Đại cổ như đại cổ không? Quần dài đó. Lấy áo hot đi. Lấy áo hot đi. À còn một dây trắng cổ. Trắng cổ mà hàng An Đông mới về đó. Hàng đó thì bữa trước chị cũng đi là 4,959, nhưng bữa nay chị xả đồng giá là 39 thôi, bởi vì lấy tiền về. Với lại nếu mà bây giờ không xả là qua năm mới xả được, nên là đành phải xả lỗ đó, chứ không phải gì hết. Rồi mọi người vô nha. Đen làm gì có đen, không có đen gì nào luôn á, không có đen gì nào luôn á tình yêu ơi. Áo hot đi là không còn gì đen nào hết. Rồi lên nhá mọi người ha, chiến nhá mọi người ha. Ủa cái mầm này hồi xưa hả? Đây là có cái cycle này tình yêu ơi. Cái này là giá nhiêu? Chiều cho mới bán nhiêu? 5,99 hả? Mà cái này còn cổ nữa phải không? Cổ 69,000 tình yêu ơi. Hàng thì rất là đẹp rồi, siêu đỉnh rồi. Nhưng mà còn mỗi màu trắng. Còn hai gì màu trắng 69,000. Hàng da cá nhé, hàng chất chính phẩm. Da cá chính phẩm rất là đẹp luôn á. Mịn màng đẹp lắm nha. Đó, thì còn hot đi này thôi. Vải da cá tình yêu ha, 69,000. Ai gặp mẹ 69 thì mẹ 69 được mẹ. Nếu có lấy gì này thì chịu lắm. Cô nha, ai gặp mẹ cô thì mẹ cô. Trứng nước hả? Trứng nước hả? Cô trắng nha mọi người nha, cô trắng và nhà chăm sóc bác cho chị nha. Lên áo trai. Lấy áo trai, lên áo trai. Trước chị hả? Áo trai hả? Áo trai bây giờ. Bây giờ nó chưa có mẫu xuống nè. Nó về mới được 3 màu à. Bây giờ bán 3 màu trước nhá. Rồi mai mọi người ủng hộ tiếp 3 màu nhá. Họ giao chỉ được 3 màu. Đó, chỉ còn mỗi trắng cổ thôi. Ai mà lấy cái này thì còn 2 gì thôi. Chỉ tính 65 cho. Hồi chiều mới bán 69 nhá. Bây giờ còn 2 gì trắng thì bán 65 luôn. Cổ nhá mọi người nhá. Cổ. Cổ tới 5x á. Cổ này khoảng tới 70 ký mà vừa lên đấy. Rồi còn đây nè. Còn cái này này, có cái hàng này, ủa cái màu xanh xanh hết à? Màu xanh bên trai hết à? Màu xanh đậm á. Còn gì hả? Năng đây. Còn hàng này chỉ sale 49,000 nhá, hàng in áo dập nổi này. Hàng này vải này là vải, vải nó nói chung là vải mềm và đẹp lắm. Nói chung vải rất là đẹp, form cũng rất là đẹp luôn á. Nhưng mà bởi vì hàng này nó còn nhiều, nên chỉ bán, mình bây giờ cũng còn 2-3 gì à, sale cái này hết rồi. 49,000 cycle nhá. Cái này cycle 49, này comment cổ 49, comment cổ 49 thử men. Cái này màu hồng, ai comment chữ hồng đi ạ. Màu hồng nha, hồng 49 cổ. Hồng 49 cổ. Đó, nó còn màu hồng với màu xanh. Hiểu ha? Đây chị lên áo nam luôn. Hồng cho Hồng Phạm em ơi. 49,000 cho Hồng Phạm. Vải rất là đẹp nha, vải rất là đẹp, in dập nổi đó. Form cũng rất là đẹp luôn. Hàng rất là đẹp chứ không phải hàng 49 là hàng tàu lao mọi người nhá. Chị muốn sell cái hàng này bởi vì cái hàng này nó mới về sau này, số lượng nó còn nhiều quá. Hồng cho Hồng Phạm em. 49,000 chứ lúc đầu chị đi là 79,000. À 85,000 là đó, thì 85 rồi đó. Bây giờ nó còn bán 49,000 cho hết. Rồi màu này gọi là màu sen. Màu sen nha, ai comment màu sen. Đây là em màu sen các tình yêu ơi. 49,000 nha. Cái hàng này lúc đầu đi 85,000 chứ không phải rẻ đâu. 49, ai comment 49. Màu này là màu sen, màu nãy là màu hồng vuốt. Sen, ai comment sen giùm em. Đây là em sen cổ mọi người ha. Sen cổ 49,000. Và cái này xanh cổ nữa. Cái này là mẫu chai. Xanh, ai cần bên xanh, cần bên xanh đen đi ạ. Đây là em xanh đen mọi người nhá. 49,000 xanh đen. Đó, xanh đen các tình yêu ha. Xanh đen. Đó là hàng 49. Còn cái hàng này là đại cổ xeo đồng giá 39,000 luôn. Cũng là vải da cá. Chất cô tông bịn nha mọi người nhá. Chất cô tông. Hàng này thì mặc bao mát cho mọi người luôn. Cả nhà chấm tương tác không chị vất.
3949, cái này là đại với cổ. Cái này là xem cho mọi người, 3949 đại cổ. Ai cần bên đại cổ xanh nhé mọi người nhé. Đại cổ xanh 3949. Em ơi, màu sen. Ê, à, màu xanh nè. Màu xanh này đậm nè. Sen cho Hồng Phạm là cái này này. Rồi màu xanh nhé mọi người nhé, 3949. Ai cần bên 3949 màu xanh này. Và cái màu này là màu, màu này là màu, tôi gọi cái màu này màu tím đi. Nó không phải là tím đâu, nó là màu sen đó. Nhưng sen thì trùng cái này nên mình cho màu tím nhé mọi người nhé. Rồi tím với đại, ai cần bên tím với đại, cần bên tím với đại đi ạ. 39 ngàn, cái này là 39. Đại cổ đồng giá 39 nhé mọi người nha. Đại cổ đồng giá cái đó hết rồi nè. Rồi màu sen hết luôn. Màu tím, màu xanh. Rồi cái này màu hồng. Màu hồng nhé mọi người nhé. Đại cổ 39 ngàn. Màu hồng, ai cần bên màu hồng. Đây em còn cái màu này là màu xanh biển này. Xanh biển hàng 49 nè. Còn một tí xanh biển nữa mọi người. Xanh biển hàng này rất là đẹp nha. Vải rất là xịn luôn á. 49 ngàn xanh biển. Ai cần bên xanh biển, cần bên xanh biển đúng em. Xanh biển là Hồng Phạm á. Hồng Phạm ba gì đó. Xanh biển là Hồng Phạm. Xanh này này. Đó hót đi thì còn đúng vậy nha. Nó còn một tí màu tím nữa. Màu tím này 75 ngàn này. À, xanh biển à, cho Huỳnh. À, rồi em ngủ. Đều gì? Đều thiệt. Bình Phương hết rồi, xanh biển hết rồi em ơi, hết xanh biển rồi. Tí thì xem những cái gì rẻ lắm mà hàng đẹp lắm nha. Cái này 75 ngàn đó mọi người. Cái này là hàng lay kho. Không gì à? Giờ xem mọi người là 65 ngàn. Đủ ba gì nó chào quý ngủ chết luôn chứ. Hồi lên em cái này đại nhá mọi người ơi. Đại nhưng mà hàng này lay kho này, có túi nè. 65 ngàn, ai cần bên 65, cần bên 65 dùm em mọi người. Tím nhá, tím rất là xinh luôn á. Tím 65, ai cần bên tím 65 đi ạ. Tím như Loan Trần. Em còn mấy cái mẫu mà của thằng Ken Kit hết hả em? Còn gì nào? Hả? Hết mầm hết, tím còn không? Ở trên kia hết sạch à? Hello chị, hello tình yêu, hình phủ. Vào lấy đơn đi chứ, vào lấy đơn lấy quà chứ. Tím cho Loan Trần. Hết rồi mầm ơi. Để coi em còn không nha. Còn gì đây? Cái này là cô ban mọi người, hàng này hàng của Ken Kit nha. Rồi cái này size cổ 75 ngàn. Cái này là hôm nọ 75 85. Màu này là màu xanh cô ban nhé mọi người nhé. Màu cô ban, ai cần bên màu cô ban, cần bên màu cô ban dùm em. Hàng này hàng của Ken Kit mọi người ha. Đó, 75 ngàn, đâu 75 ngàn size cổ nhé mọi người. Size cổ cô ban 75. Ai cần bên cổ 75 đi ạ. Chị Tâm hả? Đây là em tím còn say cổ đó thì yêu cô ba cho Hiếu. Hiếu ơi lấy ba gì để mai thật quà nhá. Em đang lấy ba gì thật quà nhá Hiếu nè. 75 à, cái này còn say cổ tình yêu ơi. 75 ngàn say cổ này, tím còn say cổ. Ai comment tím cổ, comment tím cổ. Cái tím mà có cái túi áo đó. Loan Trần lấy không? Loan Trần lấy cổ luôn không? Tím á. Em lấy cả năm rồi. Không, ý là cứ này thôi ấy. Chị nói là cứ này á, phải có đơn cứ này chị mới tặng quà. Rồi màu này màu rêu nhé mọi người nhé. Màu rêu, ai comment màu rêu, comment màu rêu. Mấy hàng cả năm mà không có đơn ngày hôm nay là không được tặng quà đây. Khổ vậy đây. Có tầm mà ép gì đó. Ôi cái này sai cổ luôn. Sai cổ 75 mọi người, cổ rêu, ai comment cổ rêu đi ạ. Đây là em cổ rêu có tình yêu ha. Cổ rêu. Cổ rêu, ai comment cổ rêu, comment cổ rêu giùm em. 75 ngàn.
gel nhé mọi người ha. Rồi bắt đầu em lên áo. Có chưa? Tính từ hôm thứ thứ 7 mà. Ép chứ. Cuộc sống là nhiều khi cứ phải ép nhau một xí mới được. Rồi hết nha mọi người, áo hot đi hết nha. Cổ gel này lăn chặt lấy không? Cổ tím như vậy lăn, ai cần lên cổ tím, cần lên cổ tím cho em. Ơ, không được nha. Cái vụ này không được nha. Cái vụ này không được ấy. Khổ quá chị Tâm ơi hả? Sao nào khổ? Cuộc sống có gì khổ hết ấy. Tím cổ, ai cần lên tím cổ 75. Gel cho lăn chặt. Tím nha mọi người nha, tím cù. Rồi tím cù cho mầm em. Để lăn. À mầm ơi, có cái màu trắng cù này hồi xưa em chốt, em có chốt không? À, chưa em chốt thay đại mà nó có thay cù à. Cái này giờ hồi xưa 67-69 ngàn, bây giờ còn 2G. Còn 2G mọi người chốt nó thì tính 65 ngàn thôi. Trắng nhá. À, cổ trắng phải không? 75 em. Đây cổ trắng. Rồi cổ trắng cho mầm và cho Huỳnh Phương luôn, khỏi giờ cái hàng này lại siêu đẹp rồi. Huỳnh Phương. Còn cái màu hồng hết hả? Rồi cái đó cổ mầm này, cái này là của Huỳnh Phương này. Huỳnh Phương cổ mầm. Trắng còn hả? Hết rồi, chị đưa thử hết cổ trắng thôi. Trắng còn. Đây 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 đây, chị đưa lên. Quá. Hồi nãy có chấm mì cái bộ da cá đó mà hồi nãy không lên cho để tí mì mì ra em cho chị đưa mẫu cho đã mẫu lên cái thì giả cho em còn không màu trắng nhá mọi người nhá, màu trắng không còn này, trắng còn mấy gì sao 65 luôn, còn chiều 69 kệ nha, không được kiện nha. Đó. Ở cái này có túi nè, cái này có túi luôn mọi người nha, cái này có túi luôn à. Hàng siêu đỉnh luôn, có 65 ngàn. Quỳnh Phương chứ không phải là Vương đâu nha. Trắng cổ, trắng lăn trần này. Trắng còn gì nữa, ai chốt nó trắng. Mọi người còn lên quần da cá không? Chị lên quần da cá cho. Có cần lên quần da cá dài không? Chị lên quần da cá dài luôn. À, trắng cho Hồng Phạm. Ừ thì Hồng Phạm ngủ đi, thêm gì chi hả? 3G được quà rồi. Cái này cho Hồng Phạm thôi chị. Ừ. Loan Trần với Hồng Phạm, 4G á. Loan Trần. Lên áo lẻ chị. Đây áo lẻ có 3 màu. Cuộc đời ai làm thế phải không ạ? Cuộc đời ai làm thế. Không chốt được tôi bình tĩnh ngồi chơi chị Tâm chứ làm gì. Chấm chấm thì chị Tâm có tương tác, lo gì. Này thay đại cồ mà em có 13 màu về thôi. Còn 3 màu kia em chưa về, thế bởi vậy. Giờ không nhớ là còn màu gì nữa. Đại với cô nhé mọi người nhé, đại cô, ai comment đại cô, comment đại cô đi ạ. Hóc còn không chị? Còn, lên sale luôn nhá. Lên sale khoảng phát luôn nhá, Lan Trần nhá. Còn em, tí chị lên cho. Ta đang cần sale mà chị. Thì thế. Tại hôm nay em ngủ mà. Lên em cái màu xanh tây đi mọi người. Này 5565, 5565 đại cô mọi người ha. Đại cô tây, ai comment đại cô tây đi ạ. Màu xanh này là màu xanh tây mọi người nhá. Đại cô xanh tây, hàng vừa mới về xong. Áo in dập nổi mọi người ha. Áo này rất là đẹp, rất là đỉnh luôn. Huỳnh Như hả? Ok, chuyển khoản đi hàng lẹ. Đó, áo in dập nổi nhá, cái tiền in dập nổi không là 10.500 đồng ấy. Chứ cái hàng in này nó cao lắm. Ôi màu trắng đại cô, ai comment trắng đại cô nhá mọi người nhá. Chị mới về được 3 màu à, mới có 3 màu, nhà may nó mới giao được có 3 màu nên bán 3 màu trước. Còn không biết là mấy màu kia là mấy màu nào nữa. Nên bây giờ có 3 màu bán 3 màu cho mọi người. Em ơi tắt bớt một cái gọn điện đi à. Gọn điện nó bị lé. Không, em tắt cái bên này này. Em tắt cái bên đó ở ngoài đấy tối thôi. Rồi trắng nhá mọi người nhá. Áo trắng đại cho Huỳnh Như. Trắng đại cô, ai cái bên trắng đại cô. Mới về được 3 màu à, ngày mai em sẽ về 3 màu. Bán tiếp 3 màu cho mọi người. Rồi màu xanh nhá mọi người nhá. Xanh đại cô, ai cái bên xanh đại cô. Cái bên xanh đại cô, 5565 hàng rất là đỉnh luôn. Đẹp vô cùng luôn mọi người nhá. Đó, xịt, hàng cao cấp, hàng xịt nhá mọi người ha. In cũng đẹp, vải cũng mê luôn. Trắng đại cho
mầm trắng đại cho Huỳnh Như. Đó, mã về mới về mọi người. Cổ vũ đi nhá. Đó, màu trắng nhá mọi người nhá, trắng. Trắng cổ cho Quyên Trần. Huỳnh Như. Huỳnh Như. Mầm. Rồi, trắng cổ cho Quyên Trần. Màu tay rất là đẹp nhá mọi người nhá. Quyên Trần này ở Long An phải không nhỉ? Hay đâu ta? Chị lại quên rồi. Trắng đại Nhật Linh. Nhật. Long An đúng rồi, Quyên Trần Long An. Nhật. Ừ. Nhật Linh. Trắng đại. À, trắng đại cho anh Thúy Lê. Màu tây nó rất là sang nhá mọi người nhá. Màu tây nó rất là sang nhưng mà bởi vì vào đây nó không nhìn cái ánh ta nắng ánh sáng bên ánh sáng của chị nó hơi bị lóa. 5565 tình yêu ha. Lát chị Tâm đi có giờ cao đâu mà người lo. Trắng đại cho anh Phi Lê. Trắng đại cho Kim Lý. Không, cái này chỉ có đại với cô thôi chứ không có nhí. Cái này có đại với cô tình yêu ha. Đại cô á, form này là form nhỏ nhất của đại đó. Tây đại. Tây đại cho anh Phi Lê. Trắng đại cho anh Phi Lê. Trắng đại cho Kim Lý rồi phải không? Rồi trắng mọi người. Ai comment trắng đi ạ. Cô bao nhiêu ký? Cô thấy 60 kg em. Cô thấy 60 kg tình yêu. Rồi xanh. Màu này là xanh biển nha. Trắng cổ cho Thạch Duyên Anh. Trắng cổ Thạch Duyên Anh. Rồi xanh nhé mọi người nhé. Tay cổ cho Huỳnh Như. Mắc tiếp đi chị em. Rồi lên ống mắc luôn. Hôm nay tay cổ cho anh Thi Lê. Chị xeo luôn áo khoác cho mọi người luôn. Xeo luôn áo khoác cho mọi người luôn. Đó. Trắng nhé mọi người ha. Và tay. Rồi lên được em cái này ba màu thôi, mới có ba màu thôi mọi người nhé, về ba màu, bán ba màu trước này, hả? Màu biển có rồi, lên rồi, mau lên màu biển nhé mọi người nha, biển đây, cái bên biển rồi đây, áo rực nổi, hàng này mặc lên rất là đẹp luôn á, rồi màu trắng, đó em có ba màu em rơi ngoài, mọi người chất thêm đi, cái ít nhỉ? Rồi màu tây nhé mọi người nhé, à lên rồi em cái thêm một bộ hip hop rồi xong bắt đầu lên xảo phát cho mọi người. Vàng còn đi lại này, hết ý hả? Vàng áo dập nổi này, 55.000 em còn còn di đại nha. Mọi khi hết đại giờ có đại này. Rồi đại, anh comment đại, comment đại giùm em. Vàng đại nhé mọi người nhé, vàng đại 55.000. Vàng đại, còn mấy di nhí cho lên luôn đi. Vàng đại cho anh Thiên Lê. Bộ đi thấp. Có cổ à? Vàng đại anh Thiên Lê, hết vàng đại rồi em ơi. Có gì à? Rồi cái này là nhí nè. Anh Thiên Lê lấy nhí không? Màu bò nhí mọi người. Bò nhí 45 nha. Ai cần bên bò nhí, cần bên bò nhí dùm chị. Bò nhí nhá mọi người nhá. Hello, chào tình yêu kênh like. Vô đi, vô chấm chữ ủng hộ chị đi chứ. Giờ này mới vô, mới hello à. Vô trễ chứ à. Lên là lúc 8 giờ. Bò nhí, ai cần bên bò nhí. Hết rồi hả? Hả? Màu gì? Còn muốn màu bò hả? Em kiếm đại hả? Thì đại đây, mẫu này đại đây. Xong chốt mẫu này. Nhân like. Mẫu này mẫu mới, vừa về. Mà có về được có 3 màu à? Đây. Chấm ủng hộ chị KKK. Ok, cảm ơn tình yêu. Đúng rồi. Những chị Tuyết Hoa, chào tình yêu. Rồi màu tây nè, màu tây đại cổ nè. 5565 nha, tây đại cổ. Trắng đại cổ. Trắng đại cổ, ai cần bên trắng đại cổ. Rồi lên được em bò đại cổ, ở đâu màu biển đại cổ, ai cần bên biển đại cổ nha. Còn mẫu nào vàng không chứ? Áo này có vàng này, ngày mai nhá mọi người nhá. Có vàng, có đỏ. Thế còn màu gì nữa ta? Có đen. Vàng, đỏ, đen nữa, ba màu. Nhưng mà hôm nay nó chưa về. Mới về được ba màu à. Nó đưa mẫu chị rồi mà chị lại đưa mẫu cho bên kia chụp hình rồi. Thế bởi vậy giờ không có mẫu dơ. Có vàng, đỏ, đen nữa. Còn ba màu đó. Lên cái bộ hip hop đi xong rồi. Rồi đây áo trai đi mọi người. Lên áo trai nha. Áo của trụ này 5969 mọi người nhá. Em còn xám đại cổ. Xám đại cổ. Đỏ đại hả? Ngày mai chốt đi. Giờ mất công không có hàng dơ lên.
chốt làm sao chốt. Ồ đen nhá mọi người nhá. Đen 5969 đen đại cổ. Ai comment đen đại cổ nha. Mai chốt nha. À không thì ngày mai chị gửi hình ra để mọi người nhặt mẫu nha. Rồi lá có đại cổ. Lá đại cổ, ai comment lá đại cổ. Vàng đại cổ nhá mọi người nhá. Ai comment vàng đại cổ, comment vàng đại cổ nhá. 556 là 5969. Đây. Bộ H bộ hàng túi hộp nhá mọi người nhá. Hàng hip hop này. Cái này xay đại cổ 99179. Hàng siêu đỉnh luôn, rất là đẹp luôn mọi người nhá. Hàng túi hộp mọi người bán Tết. Mọi người bán Tết là ok la nha mọi người ha. Màu vàng, ai comment màu vàng nhá mọi người ơi. Màu vàng đại cổ 99179 mọi người. Đại là 99 cổ 179 mọi người nhá. Vàng em có đại cổ. Ai comment vàng đại cổ. Mẫu này bộ này vừa mới về hồi chiều này. Màu này màu bò. Ai comment màu bò, comment màu bò giùm em. Lên rồi em màu bò nhá mọi người nhá. Bò đại cổ. Hàng này các tình yêu lấy nhiều rồi mọi người biết phải không ạ? Form dáng mọi cái rất là ok, rất là đẹp. Rồi màu này màu be nè. Be đại cổ, ai comment be đại cổ luôn ạ. Hàng này ngày mai có hình cho mọi người. Mai có hình trả cho các tình yêu. Be đại cổ, em ôm áo khoác đây chị. Chị xeo áo khoác đây. Rồi màu đỏ nhá mọi người nhá. Màu đỏ đại cổ luôn. Đỏ, ai comment đỏ cặp đi ạ. Màu trắng cặp. Vàng cổ thì như này. Màu trắng, ai comment trắng, comment trắng comment. Trắng đại cổ mọi người ha. Trắng đại cổ. Rồi lên rồi em, cái này màu đen đại cổ nha. Màu đen đại cổ, ai comment đen đại cổ, comment đen đại cổ ha. Đen 99179 tình yêu. Đó, hàng túi hộp có tình yêu ha. Túi hộp vải chính phẩm, rất là xịn luôn. Hàng này thì ai cũng nhận được rồi. Ai cũng nhận hàng này của bên chị rồi. Chị bán rất là nhiều cái dòng hàng này rồi ha. Đại cổ đen nha, 99179 đại cổ em ạ. Giá vẫn như vậy không lên. Nhí 89 của đại 99 cổ 109, nhưng mà hôm nay nó chỉ có đại với cổ thôi, nó không có nhí. Mã này không có nhí. Nhí chỉ bị ôm nhiều quá nên lô này không về nhí. Có thú à? Không có thú, không có thú nhí. Thú thì có xay nhí thôi. Đại cổ không có. Đó màu be này, hồi chiều mọi người chốt cũng nhiều lắm rồi á. Ai chưa chốt thì chốt làm chị với. Màu be cặp nhá mọi người nhá, be cặp. Màu be cực kỳ tây luôn á. Be cực kỳ tây luôn ha. Rồi màu vàng. Màu này màu bò nhá mọi người nhá. Còn màu này màu vàng. Đó, màu bò màu vàng nhá mọi người ha. Mọi người cần lên gì thì lên. Cả nhà cần lên gì mọi người ơi. Đó, màu bò màu vàng nhá mọi người ha. Còn bộ này này, sale mọi người 6979 này. Khủng long nhá mọi người nhá, khủng long. Chất chính phẩm, lô này lô An Đông. Lô này lô sale của An Đông 69.000. Nhí thôi mọi người. Nhí. Nhí 69 mọi người nhá. Nhí xám, ai comment nhí xám, comment nhí xám giùm em. Đây nhí xám cả nhà chấm tương tác cùng chị với. Đâu hết trơn rồi. Rồi đỏ nhá mọi người, đỏ, ai comment đỏ nhí nha. Đó, còn hai màu này 69.000. Hàng này hàng An Đông nó sale, nó có giá này, chứ còn không của nó rất là cao. Còn đây ống quắc mọi người. Áo khoác xay cổ. Áo khoác xay cổ có tình yêu rồi. Đỏ 69 cho Thạch Tuyên Anh. Ok, cảm ơn tình yêu Thạch Tuyên Anh. Để em coi em lên. Cái này có nhí cổ hả? Nhí cổ mọi người. Nhí cổ nhá. Mà khi em ra cho mọi người là 69 ngàn là em sale cực kỳ rẻ rồi. Hàng chưa bao giờ áo khoác mà sale xuống dưới 70 mọi người. Nhưng mà lâu này phải nói là lấy nhiều quá. Lấy một lúc mà tới gần chục ngàn ngàn áo khoác là 77 nó nằm rất là lâu. Sale từ lúc 89, à 85, rồi 79, rồi bây giờ 75, rồi 69. Bữa nay sale thêm một nước nữa cho mọi người luôn. 65.000, nhí 65 nhé mọi người nhé. Còn cồ thì tính cho mọi người giá 90. Cồ 90 nhé mọi người á, nó không có đại. Lên rồi em nhí cồ, ai comment nhí cồ, comment nhí cồ giùm em. Cái này bữa thứ nó còn vài gì đó, mọi người ủng hộ nốt cho nó hết cái lô hàng này. Để em nhập lô mới về. Nhí cồ nhé mọi người nhé. Hồng nhí cho Huỳnh Phương 65.000. Mọi người đang nhận được cái giá rất là tốt luôn. Phải nói là như vậy.
nhí cho Huỳnh Như. Ôi dâu em, nhí cồ nha mọi người ơi, nhí cồ nha, nhí có 65 thôi, sale cái giá này là thiệt tình không bao giờ mà sale có cái giá. Cả đến hơn một năm nay áo khoác không bao giờ sale dưới cái giá này đâu. Rồi Huỳnh Như, Huỳnh Phương, rồi cồ cho Huỳnh Phương. Nhí, đưa đây, bước đây chị. Em bước ra đây. Bước nhí này xong rồi. Một dây nhí này, hai dây nhí này, bốn dây nhí. Không có đại em ạ. Huỳnh Phương em 65 ngàn. Em hai gì nữa. Huỳnh Phương này, Huỳnh Như này. Em ơi, Huỳnh Phương này, Nhí Cồ này, Huỳnh Như này, Cẩm Giang này. Cái gì này chỉ có đại không có nhí hả? À, em
chị, em nhận được tiền của chị rồi. Hôm nay em nhận được tiền của chị rồi nhá. Cái này em có đại này mọi người, đại có 75.000 thôi. Hôm nay xem rẻ kinh khủng luôn, mọi người ủng hộ giùm em phúc. Đại nhá mọi người nhá. Chào chị nha. Chị ơi, tôi lấy 3 di hàng cho em để mai em gửi quà chị nha. Tôi lên được em đại, anh cảm ơn đại, cảm ơn đại giùm em đi ạ. Đại cười cho Huỳnh Như. Còn có gì đấy hả? Còn Huỳnh Như. Còn có gì thôi. Rồi cái này là màu tím nha mọi người. Màu tím, tím đại, anh cảm ơn tím đại. Không có, có mấy màu thôi. Rồi rủ chị á. Rồi rủ chị á, đừng rủ chị á. Rồi màu tím. Ai cảm ơn tím đại, ai cảm ơn tím đại nha mọi người ha. Đó, cái này muốn giữ nó còn một ri. Tím đại, ai cảm ơn tím đại đi ạ. Tím đại nhá, tím đại cho anh Thi Lê. Ok. Hết. Có jean bé trai không dạ có chị. Có jean bé trai chị. Có bộ hip hop luôn. Mai có bộ hip hop đại cổ về, chị lấy không? Hàng mà mọi hôm vẫn lấy á chị. Tím đại thẻ sắp hết rồi. Tím đại hết rồi. Nãy giờ lên nhanh lên. Hồ vĩ nè. Rồi cái này là tím chữ đại nha mọi người nhá. Cái này có gì đại không? Hả? Cái này em còn tím chữ đại. Ai cần bên tím chữ đại đi ạ. Tím chữ đại các tình yêu ơi. Chỉ cần lên hàng đại cổ không? Bộ đại cổ không? Bộ đại cổ hết khóc à. Như Hoàng cần không? Để em lên cho. Em phải dù chỉ được 3 gì. Rồi tím chữ nha mọi người nhá. Tím chữ đại. Em còn một ri này thôi nè. Tím chữ đại. Rồi. Tím chữ đại cho Hồ Vĩ. Bộ đùi cô tâm gái đi chị. Hồ Vĩ giá sao à? Trời ơi. Giá này sale nhít nách rồi. Nhí 69 đại. À nhí 65 đại 75. Bộ 90. À em bán lẻ tình yêu ơi. Trần Nguyễn là chị hay lẻ vậy ạ? Còn mẫu này em có tím chữ đại còn không? Không gì à tình yêu thể cúc ơi, lát vài gì để em gửi quà. Ca ca giá đúng rồi. Chứ khách VIP của em mà không gửi quà cũng khó lắm, không ăn ai ai đánh người lắm. À giá không bán lẻ tình yêu ơi. Ở đây của em cái này màu hồng nhá, cái này là có nhí đại cô này. Màu hồng nhí đại cô hồng mèo ấy, comment hồng mèo, comment hồng mèo giùm em. Nhí đại cô hồng mèo có tình yêu ha. À 65 75 90. Đó, share cho mọi người cái giá này là giá thiệt tình là rẻ bèo nhèo mà mọi người ha. Đó màu hồng nhá mọi người nhá, hồng nhí đại cồ. Cái này là hồng nhí đại cồ này. Rồi màu ruốc còn nhí. Rồi lát thì lên quần jean cho. Rút nhí ai comment rút nhí, comment rút nhí giùm em. Rút nhí nhá mọi người nhá. Màu xanh còn nhí đại hả? Nhí cồ hả? Xanh em còn nhí thôi mọi người. Xanh nhí. Dạ ok chị, đợi em xíu. Hả? Xanh em còn nhí nhá mọi người nhá, xanh nhí hay cần em xanh nhí được em. Ở tăng da được. Xanh nhí nhá mọi người, em còn mấy cái đầu của băng chóp nữa. Hello, chào tình yêu. Hồng đại á hả? Em thấy hồng đại này em phải Phương Lan. Hồng đại cho Phương Lan phải không? Ok, hồng đại cho Phương Lan, giải lại xíu. Em lên một chút xíu. À, xanh nhí cho thẻ cúc em. 65 ngàn nay giá rẻ bèo rồi. Loan Trần nãy giờ sao đâu có tiêu à? Nãy kêu lên áo khoác, kêu lên áo khoác bây giờ. Rồi cái màu này là màu dâu nhá mọi người nhá. Dâu nhí, ai comment dâu nhí, comment dâu nhí thùm em. Màu dâu nhí nha. Rồi cái này em có vàng cù nè. Có vàng cù, có tình yêu ơi. Vàng cù 90, ai comment cù 90, comment cù 90 đi ạ. Hàng này hàng bambo. Mấy bé thanh niên mà bây giờ nó mặc mấy cái này nó rất là thích nha. Năm nay nó hot cái phong cách kiểu này nhiều hơn là cái hàng có nón luôn á. Chưa lên cái hàng đó. Rồi màu vàng cổ, ai comment vàng cổ, comment vàng cổ nhé mọi người nhé. Vàng cổ. Đâu ta? Rồi màu xanh này. Màu xanh con Kitty này em còn gì nè. Hết hả? Rồi xanh Kitty ai comment xanh Kitty, comment xanh Kitty 65 ngàn cái cả giá. Xanh Kitty đi ạ. Cả nhà ơi chấm tương tác giùm em với mọi người. Sao mắt em cho lên đến 100 người mà mọi người chấm ít ạ. Đó, màu xanh nhá mọi người nha, 65 ngàn. Rồi màu sen này. Màu xanh cho màu xanh Kitty còn không em? Có gì à? Cho Hồ Vĩ. Hình như
đó nha. Thank you team cho Hồ Vĩ. Cả nhà ai trong tương tác giùm em với. Sen mọi người ơi, Sen có nhí đại cô hay comment Sen. Sao mày mắt lên dữ à? Sen nhí đại cô hay comment Sen nhí đại cô mọi người ha. Sen nhí đại cô hay comment Sen nhí đại cô. Sen là có nhí đại cô đó hả em? Sen có nhí đại cô đó. Nhí Hồ Vĩ chút này không? Sen con mèo in theo kiểu 3D rất là đẹp luôn. Rồi Sen nhé mọi người nhé, cảm ơn cả nhà chấm tương tác cho Sen nhí đại cô, ai cần bên Sen nhí đại cô đi ạ. 65 75 8 90, 65 75 90 màu sen đó, có đại đó, tình yêu Hồ Vĩ lấy không. Rồi lên rồi em, cái này màu này là màu nhí cổ, màu này là màu dâu nhí cổ, dâu nhí cổ lên nãy giờ rồi. Ủa còn mấy con mèo mà ấy này, này. Màu vàng cổ, em còn một ri nữa vàng cổ, ai cần bên vàng cổ nhé mọi người nhé, vàng cổ đi ạ. Ai cả bên vàng cổ. Đây cái ti hồng. Hình như lấy cái này không? Màu hồng này. Hồi nãy con màu xanh em không có nè. Áo khoác cho bé 10kg cho em không bán lẻ tình yêu ha. Màu hồng vàng cổ cho Hình Như. Vàng cổ. Cả nhà cảm ơn. Hôm nay em ném tiền kiểu gì mà nó lên dữ vậy. Đẹp mà Hình Như. Đây màu vàng này này, vàng ba đâu không, vàng này này, vàng con cà rốt này. Rồi cái này này, hồng nhí này, hồng có đằng sau này, người ta in thêm thân sau đó, rất là nhiều tiền luôn đó. Rồi lên rồi em cái này đi mọi người, hồng Kitty nha, ai comment hồng Kitty theo đi ạ. À. Lên rồi em hồng Kitty theo. Hình như lấy cái này không, hồi nãy em không có màu xanh đó, em lấy màu hồng đi, màu hồng nha. Tặng khách lẻ ăn đó, trong ngoài tặng khách lẻ ăn. Rồi màu hồng nhé mọi người ơi, thỏ nhé. À, bao nhiêu một bộ hả? Chỉ được bán 65 75 75 90. Rồi màu hồng. Cả nhà ơi mọi người chạy ADS like đi. Chắc trục chặt kỹ thuật gì rồi thì lên gì nhiều. Nhiều gì, tí nó làm chỉ một đống tiền. Màu vàng nhé mọi người ơi, ai cần bên màu vàng. Màu vàng còn cột hả? Vàng cổ, ai comment vàng cổ, comment vàng cổ giùm em đi ạ. Nhiều khi Facebook nó mở vàng cổ nha mọi người ha. Nhưng mà mọi người mà bán lẻ, mọi người chạy đi ngay. Mọi người bán được lắm. Bởi vì khách là khách thiệt. Khách thiệt chứ không phải là khách ảo. Nhưng mà mua sỉ thì mọi người thì biết rồi. Khách người ta vào, người ta phải coi mình rất là lâu, người ta mới mua sản phẩm của mình. Ủa cái áo đó rồi, áo mới về đó. Đây áo mới đây. Quỳnh Phương còn đó không em? Vàng cổ cho. Sao em không coi được vậy? Em không coi được hả? Sao kỳ gió? Đi đi Trần, sao năm nay lại kỳ gió? Năm ngoái giành được giật của chị ở đâu? Giành được giải 2 của chị. Mà sao năm nay đấy không coi được? Vàng cổ cho Doan Thơ. Không thiệt, không ảo em. Chị không chơi ảo nhá. Chơi ảo nó bóp tương tác kìa. Thế là thiệt đó, chị chạy bằng tiền đó. Tiền thiệt cho xem Facebook đó. Mọi người muốn tiền thiệt á, mọi người muốn nhiều người coi, nhiều ngàn coi cũng được hết ấy. Chạy được ra hết, là người coi thiệt luôn á. Đây, còn áo khoác này nữa này, 3D này. Trời ơi, tà này nó cao lắm. Ok. Bao nhiêu hả? 40 bé gái, là không có ạ. Đây, đây, Huỳnh Phương đây. Áo này chỉ còn có 3 màu à. Mới về được có 3 màu à. Đây, áo đại cổ mọi người nhá, 5565. Lên rồi em 5565, màu biển nhá, màu biển, ai comment màu biển nhá. Bên nào? Chị chạy á, chị tự chạy á, chị tự chạy chứ chị không có thuê bên nào hết. Rồi màu biển á, trước khi lên like thì cài thôi. Màu biển, ai comment màu biển, comment màu biển. Đại cổ 5565. Rồi màu trắng tình yêu ha, màu trắng đại cổ. Ai comment trắng đại cổ, comment trắng đại cổ. Đây là hơi bị lõa ta. Trắng đại cổ, ai comment trắng đại cổ. Rồi màu này là màu xanh tây nhé mọi người nhé. Cổ, cổ gì tình yêu, than thơ, cổ gì vậy? Cổ gì em? Trắng đại cổ, biển đại cổ. Còn màu tây đại cổ, ai comment tây đại cổ, comment tây đại cổ giùm em. Xanh tây đại cổ nha. Hồi nãy là tới 200. Tây đại cổ, ai comment tây đại cổ nhé.
cồ xanh. Biển cặp cho chị Nhung Hoàng. Cồ xanh cho Đan Thơ. Cồ xanh là cồ xanh biển này phải không? Tình yêu. Cồ xanh biển phải không em? Hôm nay mới về có 3 màu thôi, thực tế là nó còn màu đỏ, màu vàng nữa. Cồ. Cồ màu gì? Xanh. Xanh, xanh biển đi. Xanh biển. Biển, biển đại cho Phương Loan. Ok, biển cồ. Tay nó rất là đẹp, có 3 màu. Ngày mai mọi người lấy thêm nha, hoặc là ngày mai em gửi hình lên mọi người lấy thêm, chốt thêm trên tin nhắn cũng được. Biển cồ cho Đan Thơ, rồi biển cặp cho chị Nhung Hoàng. Bởi vì em mới về được chiều nay, em mới về được 3 màu à, em chưa về được xong. Nó đưa cho em đủ mẫu á, 3 màu kia mà em đang đi chụp hình rồi. Rồi tay cặp với chị Nhung Hoàng. À, chị Nhung Hoàng làm cho 2 cặp thôi là chị Nhung Hoàng ngày mai có quà rồi, chứ cần gì đâu mà suy nghĩ chi nhiều. Trắng cặp nhá mọi người nhá. Ai comment trắng cặp. Đó, 3 màu các tình yêu ơi. Còn vàng, còn đỏ. Còn vàng, còn đỏ, còn đen. Ừ, thôi đều thoát ra, thoát vào thôi. Trắng cặp cho Huỳnh Phương, Huỳnh Vương. Tội nghiệp em gì. Em thoát ra đi, em thoát ra rồi em vô lại xem thử coi. Chứ chị muốn khách VIP thì coi vô coi đó. Nó đẩy lên một chút xíu rồi nó xuống rồi. Huỳnh Vương. Không phải Huỳnh Phương đâu, Huỳnh Vương. Ờ. Vương chứ không phải là bao nhiêu một áo. À, đầm chị đăng chị lên chưa? Chưa. Không phải đăng chị lên cho đầm đó chị đứng sale đó. Rồi Phương Lan trắng cặp luôn. 5565 mọi người nhá. Mỹ Đại, ai comment Mỹ Đại, comment Mỹ Đại đi ạ. Ngày mai em về tiếp 3 màu nữa. Bán áo gái đại còn không chị? Còn. Áo gái đại còn mẫu nhỏ ta? Gần hết rồi. Áo buổi chiều xe gần hết rồi. Đại như còn có một hay gì à? Rồi màu biển nhé mọi người nhé. Vàng, đen, đỏ, trắng. Lên bộ đi em. Dạ em lên bộ với chị đây. Ok chị, em lên bộ xong em lên jean. Đây, bộ đây chị. Có đen, có vàng. Có đen, có vàng, có đỏ. Còn 3 màu nữa. Chưa về, tình yêu ạ. Em nhắn nhá, em nhắn Zalo chị nhá. Không, thể nào ngày mai đó. À, ngày mai thể nào bạn chụp hình, bạn cũng gửi hình cho chị. Bạn gửi hình cho mọi người theo hình đó, mọi người lại đặt. Cho em coi bé gái đại cổ lẻ hả? Còn vài đi nữa. Ok em, đợi chị xíu. Rồi vàng nhé mọi người nhé. Ai cho bên vàng, cho bên vàng dùm em. Vàng đại cổ nhé mọi người ha. Vàng đại cổ, ai cho bên vàng đại cổ chất chính phẩm. À, cực kỳ đỉnh nhé mọi người ha. Đó, cứ hộp may này. Xinh nhé mọi người ha. Vàng đại cổ 99109 dùm em. Đại 99 cổ 109. Em có màu vàng.